Người. Ôi, không thấy con mình đâu. Thấy một người chấm chấm rồi cũng thấy gì. Chào chị Hiền Phi Thi này, chào chị Hoàng Cẩm Nguyễn này, chào An Nguyên, chào chị Văn Thông Tâm. Hello mọi người nhá. Hôm nay sẽ là một số like có cả ngắn cả dài. Những con ngắn như này này, mọi người này, hôm nay sẽ xuất hiện này. Ngắn và bét ấy, dáng bét bét ấy xuất hiện. Dài hôm nay sẽ không có nhiều bằng hôm trước đâu. Dài này sẽ ít hơn hôm trước, hôm nay sẽ chủ yếu là ngắn nhiều hơn đấy mọi người nhé. Chủ yếu là ngắn nhiều hơn. Rất là nhiều dáng. Bức em mặc sai gì vậy? Cái em mặc sai L đấy chị nhá. Cái đầu tiên này mặc sai L. Xin chào mọi người, xin chào 173. Chào 173 chị đang xem live nha. Xin chào chị Kỳ Lam Nguyễn, chào chị Nguyễn Hồng Hạnh này. Em đâu có nhìn thấy mặt của chị Hiền Nguyễn đâu nhỉ? Xem không có gì. Viết thế à? Không có gì. Cảm ơn chị Đỗ Hiếu, em cắt tóc từ hôm qua rồi. Có thấy chị Nguyễn Thanh Loan nhá. Thấy chị Nguyễn Xuân. Hôm nay có size S không ạ? Có chứ chị, hôm nay có size S nhá. Có size S ạ. Hello mọi người nhá. Đây, số like hôm nay thì nó sẽ nhiều dáng ngắn hơn. Hôm trước là dáng dài, hôm nay sẽ nhiều dáng ngắn hơn đấy mọi nhá. Chỉ là tóc nó ngắn bớt đi thôi mà, đỡ lộn thượng hơn thôi. Sai gì có chị ơi. Lên đi em ạ. Vâng, chị đợi em một chút nhá, để em đợi tầm 2-3 phút nữa. Mấy tháng rồi ạ? Em được 5 tháng rồi chị ơi. Mọi người nhận dạng hôm trước đã thấy ok chưa? Nhận dạng hôm trước thấy chất đẹp không? Chất đẹp không? Chất quá xinh luôn đấy mà. Chất đó là một trong những dòng chất cao cấp nhất luôn á. Đây thì con này hầu như như con em đâu mặc cái mác là anh size S, nhưng mà Việt Nam mình phải size L đấy mọi người nhé. Và tỷ lệ lông cứu rất là cao. Lông cứu hầu như của nó từ 80% đến 100% luôn. Đa phần là 80-100% luôn á mọi người. Không ngắn xinh hơn các bạn. Trẻ đúng không? Xin chào chị Thu Trang Phan, chào chị Diễm Nguyễn, Thành Ngọc Linh. Xin chào 200 chị đã xem live nhá. Mọi người ơi, mọi người có thể đã sẵn sàng chưa để em bắt đầu lên luôn. Hôm nay sẽ live sớm hơn mọi khi để cho mọi người có thể chọn được nhiều hơn. Bởi vì mọi lần em cứ live 11 giờ, nó muộn quá. Nhân viên về cũng muộn ấy. Hôm nay chỉ có hơn 200 em thôi. Caro dễ thương à? Không phải chứ, không dễ thương đâu mà nó rất là đẹp và đắt luôn chị nhá. Đây này, mọi người nhìn thấy cái chất dạ của nó rất là đẹp luôn. Nói chung cái dòng này rất ít shop dám chơi. Có đấy chị nhá. Áo cho mặc size gì thế? Áo cho mặc size L nhá chị nhá.
Cái này phải dành cho chị nào bằng em, tầm từ 57, 63 cân với mặt đẹp. Nói chung là nhìn sang lắm. Em nhận được áo rồi, đẹp chị ạ. Cảm ơn mọi người nhá. Tất cả những cái dòng này em nói thật là mọi người rất thích shop, dám chơi. Tầm này mà không ai dám chơi cái hàng này, chỉ có mỗi em thôi. Vì sao? Bởi vì là mình đặt hàng sẽ phải đặt hàng liên tục ở phía bên kia ấy. Họ có hàng là mình sẽ phải lấy luôn, chứ mình không được lại bảo ta chị ơi, ta không lấy ấy. Nếu mà ta không lấy, bảo ta không lấy thì nó sẽ chuyển cho người khác ngay lập tức, và mình sẽ bị cắt cái mối đấy luôn. Bởi vì mối hàng này của nó, mọi người để ý là giá của nó gần như là sale off 50% so với giá của hàng C trên thị trường rồi. Thế nên là em vẫn phải lấy, và trong kho nhà em rất là nhỏ và chật ấy, nhà em cũng thế. Nên là em sẽ phải về đâu để bán đến đấy, chứ em sẽ không thể nào mà tích được. Sai gì cũng có nhá chị nhá. Dáng ngắn có mũ à? Chắc là có đấy chị. Cảm ơn chị Nguyễn Trâm nhá. Có nợ được không à? Tùy thôi. Nhà má Mika là giàu này, lợ cái gì? Mang cắm con trai sang đây. Nhà tôi đang cần con trai đây. Hello mọi người nhá. Đó. Mọi người ơi, nếu mà mọi người chưa có cần mua gấp ý, thì mọi người có thể cho em xin một lượt chia sẻ để dành cho chị nào cần mua gấp chị mua trước. Còn mọi người sẽ mua sau được không? Cho em xin một hai lượt chia sẻ. Rồi là rất lâu rồi em mới xin. Hôm nay những cái con màu đỏ cũng rất là có nhé. Màu vàng có là những con dáng ngắn thì em cảm giác như nó đẹp lắm. Nhìn nó chảnh lắm. Con như này nó là choàng nhé. Size nhỏ, càng size nhỏ càng đẹp. Không, không như size nào cũng có luôn mọi người ơi. Nếu mà khui thì chắc chắn là sẽ có đủ size cho mọi người. Nhưng mà đa phần nhá, cái con những cái dạng một lớp này này, ở Việt Nam mình không có quen mặc cái dáng nhỏ ấy. Chứ còn những con này ở bên nước của họ ấy là họ mặc rất là rộng luôn ấy. Mọi người cứ để ý Hàn và Trung ấy, họ mặc rộng lắm. Nhưng mà em sẽ tư vấn theo đúng người Việt Nam mình để làm sao mặc vừa. Thỉnh thoảng vẫn có, lần trước vẫn có khoảng 4-5 chị ấy à, màu dưa, chịu, màu dưa là màu gì vậy? Khó quá à, màu dưa là màu gì vậy các chị? Lần trước có 4-5 chị ấy, các chị có phản hồi lại với em là áo nó bị rộng ấy. Nhưng mà thật sự với mọi người luôn á, mọi người xem trên size ấy, nó không có nhầm đâu. Chỉ là mình không quen mặc cái dáng đấy thôi. Thì nếu mà chị nào mà biết mặc những cái dáng này rồi thì sẽ rất là dễ. Còn những chị nào chưa biết thì mọi người có thể xem một thời gian cho mọi người chốt nhá. Đấy, ví dụ như con này nhá, bình thường mác của nó là hành size S, nhưng đối Việt Nam mình là phải 57-63 cân và mặc với đẹp. Ok, em sẽ like luôn nhé. Xin chào chị Lê Phượng này. Chào chị áo đang mặc mà giá có 600.000 thôi. Chào chị Vân Trương nhé. Chào. Ui, sao nhiều chị lạ thế nhỉ? Em chưa có nhìn thấy chị mà các chị cứ bảo em tóc mới xinh quá. Với cả ok, em sẽ like nhá. Em like luôn lại. Mọi người nếu mà có cơ hội mà chốt mà được tặng cho mọi người, tặng cho người thân thì mọi người cũng nên chốt đi. Bởi vì sao? Đến lúc vào vụ em nghĩ là mọi người sẽ không tranh được đâu. Ok, mọi người sẵn sàng chưa để em like nhá. Em đầu tiên mở màn mà em dạ kẻ nhá. Hàng handmade cho em đấy, hàng handmade đấy. Đây này. Em hiểu là em sẵn tay lên nhưng nó là hàng handmade đấy mọi người ạ. Đó, hàng khâu tay luôn ạ. 70 cân có vừa không ạ? 70 cân thì chị lấy cái size khác cho em nhá. Em này các chị 57-63 cân nhá. Mở màn này 600 thôi, mã 120. 600.000, mã 120 nha. Đây con này nhá, em màu vàng dáng ngắn cho em này. Dáng ngắn thì giá nó sẽ rẻ hơn nhá. Dáng ngắn này size M cho em này. Dáng ngắn thì giá từ 500 đến 550. Con choàng này đẹp chưa? Em này các chị có cân nặng 50 đến 55 cân thôi. Dưới 55 cân quay đầu mặc xinh cho em nhá. Mức giá là 550 nhá. Chị mã là 929 cho em nhá các bạn nhá. Tiếp theo này. Để ý comment xem chị ấy các chị cần size gì thì còn lên nhá. Tiếp theo này, con này dáng cực kỳ đẹp luôn nhé mọi người nhá. Em này này, các chị có cân nặng size M thôi, dưới 53 cân. Không chị ơi, nhà em đây là đang bật điều hòa. 47 đến 53 cân nhé, tay chuông này, 550.000 thôi, mã số 49 nhá. Mã 49 cho em này. Tiếp theo nhá, con này đẹp chưa này các bạn ơi. 29 cho nó chị, Hiền Nguyễn. Đẹp chưa? Ôi dồi ôi, các chị ơi. Em này các chị 48 đến 55 cân nhé, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này mức giá 600 nhá, mã số 73. 49 cho chị. 600.000, mã số 73 cho em. Tất cả sẽ có cả những con dáng bếp nhỏ nhỏ nữa, dáng bếp ngắn nữa. Chị Nguyên đi bao con số này đi. Giá từ 500 đến 600 nhá. Em này size S cho em này. 45 đến 50 cân thôi. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Mức giá của em này là 600. Mã à thôi 550.000 đi, bởi vì nó hơi ngắn một chút. Mã số là 250. 550.000, mã số là 250. Em này các chị size nhỏ cho em này. Em này các chị 47 đến 50 cân nhá. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Mức
giá này là 600, mã là 471. 600.000, mã số là 471 chứ. 73 cho nó chị Dung Nguyễn. Đây một em vest này, em vest hồng này siêu đẹp luôn nhá, ngắn ngắn nhá. Chị Dung Nguyễn đi bao địa chỉ để được chốt tiếp ạ. 250 cho chị Hiền Nguyễn ạ. Tiếp theo này, em này các chị size nhỏ thôi này, vest nhá. Em vest ngắn này em lấy 500 thôi. Em này các chị có cân nặng size nhỏ thôi, dưới 50 cân. Từ 40 đến 50 cân nhá mọi người nhá. Mức giá của em này là 500, dáng vest này, mã là 919 này. Dáng này cực kỳ đẹp luôn. Có size 70 cân. Có size 70 cân chứ. Có size 70 cân mọi người ơi. Ui con kẻ này đẹp quá các bạn ơi. 50 đến 57 cân nhá, dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá của em này là 600.000 nhá, mã số 800. 600k mã số 800 cho em. 600.000 mã số 800, con màu xanh này. 919 cho chị Úc Hương. Em này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 63 cân nhá. Đẹp chưa? 63 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 63 cân này. Mức giá của em này là 600.000 nhá. Mã số là 34. Đoàn Trường Giang, 600.000 mã số 34 cho em nhé mọi người nhá. Con này đẹp quá các bạn. Ui size M cho em này, đẹp tuyệt vời luôn. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Đẹp chưa? Mức giá của em là 600 nhá, mã là 733. 6 đấy để dọc thôi ạ. 600.000 mã 733. Đấy, để như thế nó sẽ không chật. Nhìn cái góc này. Ngắn ngắn cho em nhé mọi nhá. 34 cho chị Nguyễn Thanh Hoa. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 cho đến 57 cân nhá, dưới 57 cân này. Em ngắn này em với mọi người 500 thôi. Mã em này là 657. 733 cho chị Như Hoa. Chiều lần sau nhá là hai ngày các bạn phụ like ơi. Hai dãy này là hai dãy để ngang này, chỉ có hai dãy để dọc thôi. Màu đỏ cho em này, ngọn màu đỏ này. Các bạn Như Hoa. Đỏ đẹp chưa này. Em này 48 đến 55 cân. Ôi. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá 600.000, mã là 980. 600k mã số 980 cho em nhá. Con này đẹp dã man luôn các bạn ơi. Ui. Các chị size M nhá, nhanh tay khẩn trương. Em này size chuẩn M mặc đẹp nhá, size chuẩn M thôi, chất dạ cực kỳ mềm luôn á. Em này mức giá của nó là 550, mã là 784. 980 cho nó chị Bình Minh. Em này dáng ngắn cho em này, cổ đóng chéo nhá, rất là đẹp luôn. Cái này size nhỏ cho em nhá mọi nhá, mọi người để cổ vẻ cũng được. Em này các chị 48 đến 52 cân nhá, hoặc là mọi người đóng chéo lên khi mọi người đi cũng rất là xinh luôn, dưới 52 cân nhá. Em này 600 mã số 7. 600.000 mã số 7 cho em. Tiếp theo này, màu mơ. Này, chắc đẹp dã man luôn các bạn ơi. 50 60 cân này. Ôi đẹp chưa? 50 đến 60 cân nhá, 60 cân quay đầu mặc đẹp. Mức giá của em này là 600, mã là 775. 784 cho chị Nguyễn Thanh Loan. Ôi mix màu này, dáng vét nhá. Con này em không đẹp không lấy tiền các bạn luôn á. 48 đến 55 cân, đẹp chưa? 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá em này là 550, mã số là 145. 550, mã số là 145 cho em. Size M dáng vest này. Hôm nay rất nhiều vest luôn các chị ạ. Chị nào không chốt vest là rất là tiếc luôn. Vest này các chị có cân nặng 53 57 cân này, đẹp dã man. 53 57 cân nhá, dưới 57 cân con vest này quá xinh luôn. 550, mã là 776. 550, đây vest nữa này. Những con vest kẻ này thì không thể nào mà chê được luôn. Trần Hương Hương á. Con vét kẻ như này không chê được luôn. 48 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp này. Hôm nay rất nhiều dáng ngắn để mọi người lấy luôn. Mức giá của em này 550, mã là 891. 891 cho em này dáng ngắn nhá. Mọi người tranh thủ đi, ngắn không tí nữa không còn á. Em này size S cho em nhá. Dưới maximum 52 cân rồi, 45 đến 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá 550, mã là 893. 776 cho nó chị Kiều Anh Nguyễn. 550, mã số 893 là em vết tiếp này. Em này 48 đến 55 cân nhá. 55 cân quay đầu mà
mặc đẹp nhá, dáng vét tay của nó phối da cho em nhá. Mức giá của em đây là 550, má là 783. Chị Kiều Anh Nguyễn inbox luôn số 783. Chị đi chị ơi. Ủa con này đẹp quá này. Các chị size to nhanh tay nào. Ui không to lắm đâu các bà ơi, đai biết ngon lành chưa này. Ui thề luôn á. Em này các chị 55 với 60 cân là mặc đẹp. Dưới 60 cân quay đầu chị... mặc đẹp nhá. Mức giá của em này là 600. 893. Chị Lý Long inbox luôn địa chỉ chị ạ. 600, mã em này là 896 này. 893 783. 896 cho em này. Cái em sát luôn này. Sao ép đâu mọi người ơi. 893 cho chị Chapi. 47, 45 đến 50 cân này. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 550, má là 815. 550, má số là 815. Nha Linh, chị Nha Linh. Ui, em mới inbox luôn số điện thoại. Chị để cho em này, mọi người nhanh tay nhá. Bởi vì số lượng hết rất nhanh. Em này các chị, 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá, 600 nghìn, mã là 690. 600k, mã số là 690. Vét siêu đẹp luôn, vét ngắn nhá mọi nhá. Vét này các chị size nhỏ thôi, 47 đến 52 cân. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 550, mã số là 656 này. 550, mã số là 656 này. Kẻ siêu đẹp. À, giá tùy từng áo đấy chị nhá. Đây con này kẻ đẹp chưa này. Chất dạ lông cừu nhá mọi nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 53-57 cân. Dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó 600, mã là 109. Con vest đen này, vest đen truyền thoại luôn. Chị ơi. Vest đen huyền thoại luôn nhá. Con vest đen này đỉnh luôn các bạn này. Em này 48 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp. 6. Mức giá em này là 550, má là 134. 654 cho chị Huyền Ngon. 134 cho em nhá. Đỏ. Em đỏ này cổ nó có vạt này, nó là lông cừu nhá mọi nhá. Chỗ này nó là mảng da mọi người nhá. Kiểu có phối lông cừu luôn đấy mọi người, màu đỏ này. Nhìn xịn sò dã man luôn. Em này 48 đến 55 cân. Trời ơi đai nhá, dưới 55 cân này, cổ có phối miếng da này nhá. Mức giá của em này là 600, mã số là 156. Mã 106 màu gì? Em chị Hoa Hướng Dương, cách mới inbox số điện thoại địa chỉ để cho tiếp. Dừng Hoa Hướng Dương đi. Chị Hoa Hướng Dương cách mới inbox luôn đi chị ơi. Vép siêu đẹp luôn mọi người ơi, con giá ngắn này 550 nhá. Thèm cái màu sữa cho đợi đợi chút Huyền nó lên nè. 48 đến 53 cân, dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Mức giá này là 550 này, mã là 144. Đây. Ui đẹp chưa? Nhìn mãn nhãn luôn nhỉ. 47 đến 50, 52 53 cân này, trời ơi đẹp thế. Dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 47 đến 53 cân. 47 đến 53 cân nhá, dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 600 nghìn, mã là 118. 600k, mã 118 cho em. 600 nghìn, mã số là 118 cho em nhé mọi người ơi. Size M, dáng vest này, những con này thật sự mọi người là ứng dụng dế siêu cao. 144 cho nó chị Thủy Nguyễn. 48 đến 55 cân này, dưới 55 cân nhá. Mức giá của em này là 550, mã là 148. Chị Trần Hiền. Mã số là 148 cho em nhé. Kẻ ạ. Chị Thủy Nguyễn chấm inbox chị ơi, không inbox được ạ. Cái vest này toàn cái vest đẹp luôn các bảo ơi. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 đến 56 cân. Dưới 56 cân nhá, 550, mã là 994. Mọi người tranh thủ nhá, hàng ngắn nó ít, em sẽ lên trước. Nhưng không người tí nữa lên hàng dài là nó lại hết mất hàng ngắn á. Màu đỏ cam nhá, thần thánh. Ui mặc lên là thấy chảnh, ôi chảnh. Wow, em này 50, 55 có, đợi em chút, 50, 55 cân nhá, 600 nghìn, mã là 117. Mã 117 cho em này, màu mận cho em này, dáng vét nhá. Màu mận dáng vét cho em này. Em này nhá, dáng vét cho em nhá. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53, 56 cân này, dưới 56 cân nhá mọi nhá. Em này mức giá của nó là 550, mã số này là 122.
Màu kem đây mọi người ơi. Ui, 50-57 cân, đẹp quá bạn. Size M và M lớn nhất dưới 57 cân, quay đầu này. Em này mức giá 600 nghìn, mã là 996 này, đẹp nhờ. Trời ơi, chỉ có 600 thôi, dáng ngắn cho em nè. Dáng ngắn có đai luôn nhá mọi người nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 50 cho đến 56-57 cân. Dáng ngắn này, có đai nhá mọi người nhá. Đây nhìn sang lắm. Mọi người phối đồ đây là xinh lắm. 50 cho đến 56-57 cân nhá, dưới 57 cân này. 550, mã là 107. 550, mã là 107. Con này dáng ngắn tiếp này, dáng kẻ nhá. Ngắn và bạn thích kẻ cho em đi. Đẹp chưa? Em này các chị size M thôi, 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá. 550, mã là 112. Em mặc size L nhá, cao 1m65. Mã 112 cho em này. Ui, con vest này đỉnh chóp luôn á. Vest hồng nhá mọi người nhá. Mặc sang lắm mọi người ơi, 55 đến 60 cân này. 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 550, mã là 960. 112 cho chị Đoàn Trường Giang. Con này các chị size to đấy ạ, chị nào vừa hỏi size to nhá. 60-65, con này không đến 65 cân đâu mọi người. 60-65 cân nhá, dưới 65 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Dưới 65 cân nhá, đẹp 600 nghìn, mã là 108. 600k mã 108 cho em, con vest ngắn size SXS này. 40 đến 50 cân này mọi người ơi. Đẹp chưa? 40-50 cân nhá, dưới 50 cân này. Em này 550, mã số em này là mã 115. 550, mã 115 cho em. Kiểu tư kinh khủng luôn, có đai đi kèm nhá. Màu của nó cam sữa. Em này các chị 50-60 cân nhá, đẹp. Đẹp khủng khiếp luôn đấy, mọi người đai mọi người chỉnh chỉnh được nhá. Đây, vừa ép đây. Có đai đi kèm nhá mọi nhá, 50-60 cân cho em này. Con này mặc càng rộng và đẹp luôn. 108 cho nó chị. 50-60 cân nhá, em này 600, mã là 894. 600 nghìn, mã số là 894. 115 cho nó chị Phan Thị Thanh Huyền. Ui này. Chị Bùi thì mình bắt luôn chỉ ạ. 50 cho đến 56-57 cân. Dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá về là 600, mã 105. 600 nghìn, mã 105 cho em. Con vest có xích ở cổ này. Ôi, tình của chóp luôn. Hiện tại đang là hot trend luôn. Con vest có xích làm cổ nhá mọi nhá. Cảm ơn chị Việt Hoa Nguyễn này. Ui, con vest size M này. Tình của chóp. Đẹp chưa? Con này mà 550 cơ thể các bà tìm cũng có. Em này 48 đến 55 cân cho em nhá. 550, mã là 125. Xanh lá cây là hiếm lắm chị nhá. Xanh lá cây có thế này. Ui này còn ngắn nữa chứ. Con ngắn hẳn em lấy 500 thôi này. Ui các chị size S, M mặc đẹp cho em nhá. Xinh chưa? S và M mặc đẹp nhá. S và M mặc đẹp cho em này. 500 nghìn, mã là 988. 500 nghìn, mã số 988 cho em này. Mấy con vest này mọi người tranh thủ luôn nha. Nó thật luôn là vest hơi ít luôn á. Tí nữa em sang chỗ kia toàn dài luôn á. Đây nhá, có đai đây này. Em này 48 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em. Vest này là 550, mã là 110. Con vest lâu lại đẹp này. Chị 88 cho chị Ngọc Ánh. Trời ơi, chị nào được con vest này thì chị Ngọc Ánh khách mới inbox luôn số điện thoại, địa chỉ để được chốt tiếp. Ui, size M cho em này, đẹp khủng khiếp. Em này, một con này phải 52-56 cân. Dưới 56 cân nhá, mức giá của em này là 550, mã là 113. Chị ơi, khách mới là chị đồng inbox luôn số điện thoại địa chỉ đi ạ. Mã 113 cho em nhá. Em sẽ lên bớt hàng dài đấy chứ còn lên hàng ngắn xong tí nữa lại toàn dài chết. Ui. Em này các chị size tầm từ 50 đến 55 cân thôi nhá. Một dưới 55 cân này. 550, mã là 961. Ui, nhưng mà toàn sờ con ngắn đẹp thì nào nào các bạn. Toàn sờ con ngắn đẹp thì nào nào. Thỏa mãn các chị luôn á. Hôm trước thì Thanh hỏi ngắn. Con ngắn này nhá, dáng đẹp chưa? Size M cho em dưới 55 cân thôi.
Em này mức giá gói 500 nhá, ngắn hẳn là 500, mã số là 146. 146 cho em này. 961 cho nó chị Hằng Chi. 146 cho em biết mọi nhá. Em này nhá, các chị có cân nặng tầm từ 50 đến 57 cân, dưới 57 cân nhá. Mức giá của em này là 600 này, mã là 168, chất đẹp lắm. 146 cho nó chị Hiền Nguyễn. Chị Hằng Chi bao nhiêu địa chỉ đi ạ? Màu đỏ nhá mọi nhá, đỏ bét này. Tay của nó kêu handmade nhá mọi nhá. Con này là dáng lỡ rồi, ngắn này. Dáng vét nhá, em này 50-60 cân này. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá của em này là 550, mã số là 965. 550, mã số là 965 cho em. Con này thì là dáng độc quyền này mọi người, được biết tại sao không? Bằng sau nó có đai. Cái này thắt vào nhìn chảnh lắm. Cái này nó có đai này, thắt vào nhìn rất chảnh luôn. Em này 48-55 cân nhá. Sang cực. Dưới 55 cân này, 550, mã là 968. 550, mã số là 968 cho em nhá. Dáng dài đây. Đây, đến này bắt đầu đến dáng dài nhá các chị nhá. Ui là cái bà ơi, hàng handmade nhìn đi chứ. 48-55 cân nhá mọi ơi. Ui đẹp chưa? Có đai nhá. 48-55 cân ạ, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 600.000, hàng handmade nhá. Mã là 970. 600k, mã số là 970 nha. Màu đẹp chưa này. 53-60 cân. Xuất sắc luôn các chị ạ. 53-60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp. 600.000, mã số là 974. 600k, mã số là 974 cho em. 970 cho nó chị Dung Lê. Vét siêu đẹp luôn nhá. Em này 550 nhá mọi người ơi. Size M 48-55 cân nhá. 550, mã là 975. 974 cho nó chị Huyền Trang. Kẻ nhá mọi nhá. Ô con này còn mạc luôn này. Chị Huyền Trang cách mới bóc luôn, số điện thoại, địa chỉ ạ. Chị trò cực kỳ luôn. Em này các chị có cân nặng 57-65 cân. Nào, một em handmade 65 cân này. Dưới 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 600.000, mã là 932. 600.000, mã số 932 cho em. Ôi, xuất sắc chưa? Size M 50-55 cân cho em nhá. 50-55 cân nhá. 600.000, mã số là 926. 600k, mã số là 926. Ui, xanh lá cây này. Hiếm, cực kỳ hiếm với màu xanh lá cây này luôn. Ngắn ngắn nhá mọi nhá. Em này các chị size tầm 48-53 cân thôi. Dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Giá ngắn em với mọi người mức giá của nó là 500, xanh lá cây này. Mã là 123. Đẹp nhá. Hơi bị hiếm. Tiếp theo này. Xuất sắc chưa? Ủa, xuất sắc chưa? 55-60 cân cho em nhá. Nhìn khỏe dã man luôn. 55-60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá của em là 600 nhá. Mã là 803. 600.000, mã số là 803 cho em. Giá ngắn hẳn này, ngắn em lấy 500. Giá này đẹp lắm. Mọi người bình thường dạng giá ngắn mọi người sẽ rất là thích dòng này, con này size S thôi. 500.000 nhá, 40-50 cân. Dưới 50 cân nhá, 500.000 này. Mã số là 925, con này chắc không còn cửa. Lại con đen này, bà nào chín đồ của đen nhá. Ui này, đẹp chưa? Sữa sữa nhá mọi ơi. M 48-55 cân. Đẹp chưa? Ôi, tôi thề luôn, nó chất nó mê luôn á. 48-55 cân, dưới 55 cân nhá. 600.000, mã là 921. Con đen huyền thoại. Chị Miền Nguyên chuyển khoản luôn này, chú tiêu ạ. Con này 925 cho chị Tường Vy Nguyễn Thị. Con này 600.000. Chị Miền Nguyên chuyển khoản luôn đấy chị nhá. Tiếc ngất luôn rồi. Nào, triệu hồi các chị có cân nặng 47-53 cân.
dưới 53 cân quay đầu mặt đẹp cho em này, có đai đi kèm các kiểu luôn nhá mọi nhá. Chất đẹp cực kỳ luôn. 600.000 nào, mã là 121 nào. 921 cho chị. Chi là 600.000, mã số là 121 cho em này, giá ngắn nhất này. Con này có rút eo cho em nhá, S và M mặc đẹp cho em. Chị Chi Lan hay mới inbox luôn xuống lại để chị. Em này các chị chỉ có cân nặng dưới 52 cân thôi. Chị Chi Lan hay mới inbox luôn nhá. Em này ngắn này em lấy 500, mã là 920. 500.000, mã số là 920 cho em này. Tiểu thư hết nấc luôn này, anh chỉ có một hàng khuy thôi, chất dạ lông cừu siêu đẹp luôn. Chất dạ lông cừu nhá, con này size S thôi. Em này 47 đến 50 cân là mặc đẹp vừa khít luôn. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân giống con đỏ em áp đấy. Em này mức giá của nó là 600 ạ, mã số em này là 927. 600.000, mã số là 927 cho em. 600k, mã 927 cho em nhá. Tiếp theo dáng lỡ này. Size là 47 đến 52 cân. 92 cân. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 52 cân thôi. Em này mức giá của nó là 550, mã là 816. 550, mã số là ui đẹp thế này. Các chị size to này. 927 cho nó chị hoa quỳnh. Ủa các chị 55-60 cân, con này thì cứ mỹ mãn cuộc đời luôn. Đẹp dã man. 55-60 cân nhá, dưới 60 cân này. 600, mã là 917. Đẹp dã man luôn. 600.000, mã số là 917. Vàng mơ, con này đúng là như trong mơ luôn. Tiểu thư khủng khiếp này. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53 đến 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 60 cân mặc đẹp cho em này. Mức giá của em này là 600. Em này mã số 9 nha em này, màu vàng mơ. 600k mã số 9. 917 cho nó chị. Thanh tâm vét, vét kem đỉnh của chóp luôn, 550. Em này 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá. Em vét em này 550 thôi. Chỉ có một con đấy. Mã là 916. Chị Thanh Tâm inbox địa chỉ để được chút tiếp. 916 cho em nhé mọi nhá. Màu xanh 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 xanh. Có đai đi kèm nhá. Em này size S thôi. Em này 45 đến 50 cân. S. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 50 cân quay đầu mặc xinh đâu mọi người ơi. Em này mức giá của nó là 550, mã là 777. Chị chốt được mã nào bên em, bên em inbox qua đấy ạ. 916 cho nó chị Thủy Phạm. 777 cho em này. Này, đẹp chưa? Chị Thủy Phạm inbox luôn địa chỉ. Em này các chị là 48 đến 55 cân này, dưới 55 cân nhá. Mức giá này là 550, mã số là 85. 550, mã số 85 cho em. Màu đỏ cho em nhé mọi nhá, con này có đai đi kèm á. Con này các chị size to rồi. 55 đến 60 cân nhé, có đai đi kèm luôn này. Cổ bé nhẹ nhá. 55 đến 60 cân nhé, dưới 60 cân này. Em này em lấy mọi người mức giá 550, mã số 11. 550, mã số 11. Châm Nguyễn Thủy lên mã đi chị ơi. Là đẹp chưa này các bà ơi. Màu đen huyền thoại nhá. Năm cho nó chị. Có đây. Em này các chị có cân nặng 55 đến 60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp này. Mức giá em này là 600, mã là 262. 600.000, mã là 262 nha. Dạ sờ mềm mềm oắt luôn mọi người ạ. 50 55 cân thôi các thím ơi. Chất dạ đẹp lắm luôn. 50 để 55 cân, dưới 55 cân nhá. 600.000 ạ. Mã số em này là 193. 600.000, mã số là 193 cho em nhá. Đỏ. Đỏ size to. 11 em này các chị 60 65 cân cho em này. Size to cho em nhá. 60 65 cân nhá, dưới 65 cân quay đầu mặc đẹp cho em. Em lấy mọi người mức giá của nó là 550, mã số là 182. 550, mã số là 182 cho em.
đầu từ đâu phải khá là nhiều. 925, 193. Cổ tròn có một em này. 193 cho nó chị Linh Hà. Cổ tròn có duy nhất một em. Thôi lấy 550 nhé, bởi vì là thông thường nó là cổ vét. Cổ này thì xinh lắm. Em này các chị size tầm từ 50-55 cân nhé. Cổ tròn là có đúng rồi. Dưới 55 cân này, 550, mã là 997. Nào mà thích hợp cổ tròn này. Đẹp phải trưởng luôn. Vét tăng ngắn. Đẹp nhỉ. Con này các chị size 70 cân này. Ui đẹp chưa? Lóc bên trong đầy đủ nhá mọi nhá. Lóc cừu đấy ạ. Em này các chị có cân nặng 65 đến 70 cân. Một em duy nhất cho chị 70 cân nữa. 70 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá của nó 600, hàng handmade cho em này. Mã số em này là mã số 973. Một tìm cho chị ấy một cái vest một cái áo size M. Cái gì mà dài dài màu nâu. Đen á. Con vest này em nhìn ngắm từ lúc chiều nhá mọi nhá. Con vest vàng em ngắm từ lúc chiều luôn này. 97. Em này nhá, size M cho em ạ, 48-55 cân nhá. 97. 550, mã số là 910. Con vest vàng em ngắm từ buổi chiều. Nhâm Nga thạch cao inbox luôn số điện thoại mã 910 cho em nhé mọi nhá. 910 cho em này. Mã số là 890.
con này chất đẹp quá. 736 cho nó chị Hiền Nguyễn. Ôi 10 điểm. 10 điểm luôn nhá. 50 thì 57 cân. Trời ơi size M cho em. Dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 90 cho chị Tuyết Nguyễn. 600.000 thôi, mã 150. Đẹp người đẹp lết luôn á. 150 cho em này. Dáng vét nhá bạn nhá. Em này của Metro City này. Bọn này cỡ này. 3.000. Vét nhá, vang vét. Chưa mới inbox luôn á, địa chỉ chưa? 55 đến 60 cân cho em con vét này này. 550 nhá, 55 đến 60 cân. 550, mã là 147. 150 cho nó chị Bùi, chị Chút Hà. 147 cho em này. Tìm vét cho mọi người nhá. Mua nhiều vét đi. Màu hồng xanh nhỏ cho em này. 47 đến 50 cân cho em nhá. Màu hồng xinh chưa? Size S dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 550, mã là 137. Hôm nay các bạn size S nhá. Cố gắng lấy đi không phải lấy nước rồi. Không có size nhỏ, đừng trách em vô tình. Chị cho được mã nào em inbox mã đấy đi ạ. Màu đen, dáng ngắn cho em nhá. Tay chỗ này của nó đập vào đóng phi này. Màu phi đóng ở đây này. 147 cho nó chị Trang Hoàng. Em này size M cho em nhá, size M em lấy mọi người 500 thôi. Size M màu đen nhá, 500, mã là 995, nhẹ lắm. Chị Văn Hoàng anh mới inbox luôn địa chỉ đi ạ. Xịn ạ. 137 cho nó chị Ngọc Liên. 995 cho em này. Em này 47 đến 52 cân. Đẹp nhờ. 47 đến 52 cân nhá, 52 cân quay đầu mặc đẹp này. Mức giá của em này là 600 nhá. Mã em này là 967. 600k, mã số là 967 nhé. Tiếp theo của em này, các chị size to cho em nhá. Con này này, các chị có cân nặng tầm từ 60 cân trở lên là mà ok nhá. 60 cho đến 68 cân. Dưới 68 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá 600 ạ. Mã số em này là mã số 67. Những con mà có lót đi kèm như này thì cam kết mọi người luôn là chị Bùi Anh. Cực kỳ xịn luôn. Mã số 67 cho em nhá. Kẻ ạ. Kẻ dài, dáng vét này. Em này chưa đổi xe to rồi các bà ơi, dưới 70 cân nhá. 60-70 cân mặc đẹp cho em, nó là khá tiết kẻ đấy, chất dạ thì đẹp lắm. 60-70 cân nhá, 70 cân quay đầu mặc đẹp này. Mức giá này là 600 nhá, mã là 191. 600 nghìn, mã là 191. Hiếm có thấy con 70 cân của các chị luôn. Màu xanh size XS cho em này. Ôi không gì mà chê được luôn á. Xuất sắc ạ, à. Em này các chị size dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Phi tay đầy đủ luôn. Em này các chị 47 đến 50 cân nha. Quy đóng nhá. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân thôi. Em này mức giá của nó là 600 nghìn, mã là 228. Đẹp chưa? Đây. 600k, mã số là 228 cho em. Ui. Dáng dài, dáng to hơn. Đẹp, ui. Này, 60, 65 cân, không lấy tiền con này nếu mà không đẹp nhá mọi nhá. Đẹp từ chất, từ dáng luôn. Nhìn cái mác handmade chưa? Em này 60, 65 cân cho em, dưới 65 cân nhá. Mức giá là 600 nghìn, mã là 110, nhanh tay. Mã 110 cho em này. 110 nhá mọi nhá. Tiếp theo màu xanh. Tay lỡ cho em nhé mọi nhá. Em này các chị 50 đến 55 cân nhá, tay lỡ ạ, dưới 55 cân nhá. Mức giá này là 550.000, mã số em này là 156. Chất quá đẹp luôn, mắc ở đây. Mã 156 này. Vét màu hồng. Vét ngắn đấy mọi người này. Có màu sữa xanh. Xanh nhỏ thì dáng ngắn rồi, màu sữa thì có đấy chị ạ. Em này 48 đến 53 cân nhá. Dưới 53 cân quay đầu mặc xinh nha, là dưới 53 cân thôi. Mức giá này là 550, mã là 901. 550, mã số là 901 cho em nhá. Tiếp theo. Nặng quá, không biết cầm ra kiểu gì.
màu xanh lạ này. Con này dáng ngắn hẳn nhá mọi nhá. Em này các chị 50-55 cân cho em này, dáng ngắn hẳn nhá mọi nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá của em này là 500.000, mã là 923. Dáng ngắn hẳn cho em, hàng một lớp lông cừu á. Mã số là 923 cho em. Chị 91 cho chị Hiền Nguyễn. Ôi chết tôi rồi, con này thì đỉnh của chóp rồi. Còn lắc ở cổ luôn nhá mọi nhá. Em này 500 nhá mọi nhá. Chất như nước cất luôn. Vua lên mã đây chị ơi. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 50-55 cân nhá. Có đai đi kèm nhá. Dưới 55 cân này, em này mức giá 500 thôi. Mã số là 772. Đẹp thế. Còn lắc ở cổ đây. Mã số là 772 cho em. 772 nhá. Là ngắn. Đẹp chưa? Cái này hot trend lắm. Tôi thấy các bạn 50-60 cân. Các chị 50-60 cân lấy đi. Không có đâu. 50-60 cân nhá. Dưới 60 cân này 500 dưới. Mã là 713. 772 cho nó chị Võ Hồng. 713 xem này. Nêu chị nào cần hàng có xích ở cổ nhá. Hàng kiểu xịn xịn ấy. Mọi người lấy con này. Màu xanh cổ vịt cho em. Em này các chị, ui răng váy luôn các bạn ơi, size S thôi, 47-50 cân cho em. 50 cân quay đầu mặc xinh nhá, nhìn chất quá. Dưới 50 cân nhá các bạn nhá, đẹp thật sự luôn này. Ô quy tay của nó này, chết người luôn á. Mức giá của em này là 600.000 nhá, mã là 771. 600k, mã số là 771 cho em. 600.000, mã số là 771 cho em. Màu kem nhá, con này có dây đai nhá. Em này các chị có cân nặng 50-55 cân nhé. 50-55 cân này. Mức giá của em này là 600 nhé. Mã là 792. 600k mã là 792 nhé. Màu gel nhé. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50-55 cân thôi. Size M nhé. Dưới 55 cân này. Em này 600 nghìn nhé. Mã là 786. 600k mã số là 786 cho em. Có dây xích ở cổ tiết này. Vít thật sự luôn các bạn ơi, màu nó tây luôn á. Màu siêu tây luôn. Em này các chị 50-57 cân. Dưới 57 cân nhá. Em này mức giá của 600, mã số là 768 này, đẹp lắm. 600.000 mã số là 768 cho em nhá. Đẹp ngắn nhá mọi nhá. Những hàng inbox để chỉ đi ạ. Khách mới cho em xin thông tin nữa. Em viết ngắn này 500 nhá. Các chị cân nặng 55-60 cân này. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá của em này là 500 thôi. Mã là 940. Con mận dài đúng không? Con này đúng không? Phải con mận dài đấy không? Quá đẹp luôn. Con này thì nói chung là chảnh hẳn luôn. Em này các chị phải có cân nặng bằng em mới mặc được 55-60 cân. Mọi người đi tặng con này chất luôn. Em ơi, mô cao 1m65 với chị nhá. 55-60 cân nhá. Này, dưới 60 cân nhá. Em này 600 thì quá là bèo luôn á. Mã số là 811. Thiếu một con duy nhất. 811 cho em nhá. 811 cho em. Tiếp tục mọi người ơi. Kiểu tư này. Đẹp chưa? Chị có cân nặng tầm 60-65 cân là mặc đẹp. Con này chỉ dưới 63 cân thôi. 57-63 cân nhá. Dưới 63 cân này, tiểu thư chưa? Mức giá này là 600.000, mã là 671 nhá. 600k, mã số là 671 cho em. 772 cho chị Võ Hồng ạ. À? 940 cho nó chị Vân Nguyễn. Thích này cái con này. Bảo Văn Minh là lại. Lập ảo vậy. 811 cho nó chị Nam Chu. Đẹp chưa? Con này có đai đi kèm nhá, rất chảnh luôn. Mới bóc luôn số điện thoại để chỉ đi ạ.
Ui, con này chỉ size S thôi mọi người ạ. Mày rất nhiều size S Huyền mặc được. Lô này là đỉnh luôn. Em này 45 đến 50 cân thôi. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân ạ. 500 dưới, mã là 812. 500 dưới, mã số là 812 cho em. Em này các chị 50, 57 cân nhá. Dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá của em này là 600. Dưới 57 cân nhá, 600 nghìn. Mã số em này là mã số 9. 9 nha em này. Con này màu xanh rêu nhá. À ô, à màu xanh à. À, xuất sắc luôn. Con này không chơi tôi luôn á, 50-60 cân nhá. Xuất sắc. Màu tím than. 50-60 cân nhá, dưới 60 cân này. Em này 600 ạ, mã em này là 313. 600 nghìn, mã là 313 cho em. Dã man luôn á. Kem. Ui mẹ ơi. 50-60 cân. Để dã man. Kem này, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 60 cân cho em này. Mức giá của em này là 600 nghìn nhá, chất đẹp lắm. Mã số em này là mã số 99. 99 không mắc không? 99 cho em này. Màu rêu nhá. Không, chỉ cho nó chị. Chất này, chất phê lắm mọi người ơi. Em này 48 đến 53 cân thôi. 53 cân quay đầu mặt đẹp nhá. Mức giá của em này là 600. Mã số là 346. Con màu rêu chất rất là phê luôn. 313 cho chị Phương Anh Nguyễn. Đỉnh luôn này. Ôi, chất như nước cắt luôn. Em này các chị 52-56 cân. Ôi, nhất luôn á. 52-56 cân nhá, dưới 56 cân này. 600 nghìn, mã là 819. 346 cho chị Nguyễn Thủy. Ui này. Không lấy con kẻ này thì lấy con kẻ nào. Em này các chị có cân nặng 55-60 cân, các chị size L. Dưới 60 cân nhá. Em này mức giá là 600 ạ, mã số 3, thỉnh thoảng thôi chị ơi. 600 thì mã số 3 cho em. Vét kẻ à, đỉnh của chóp luôn. Nói dáng ngắn thì thôi không phải suy nghĩ luôn. Dáng ngắn thì không phải suy nghĩ luôn nha. Em này các chị 50-60 cân này, kẻ nhá mọi nhá. 03 cho nó chị Nguyễn Thị. 50-60 cân, dưới 60 cân nhá. 500, mã là 835. 500 nghìn, mã số là 835 cho em. Chảnh nhờ. Em này các chị có cân nặng tầm từ 55-60 cân này. Các chị size L. Bằng em là mặc rất đẹp luôn. 55-60 cân nhá, dưới 60 cân cho em này. 600, mã này là 164. Chất cực kỳ đẹp. Chị nào cần cái loại mà có lắc xích ở cổ nhá mọi nhá. Lắc xích vàng này. Em này các chị size M cho em 50-55 cân có lắc vàng cổ nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá của em này là 600 nghìn nhá. Mã số là 565. 600k mã số là 565 cho em. 835 cho nó chị Lê Anh. Màu nâu nhá mọi người ơi, màu nâu size M cho em này. Em này các chị có cân nặng tầm 50-55 cân thôi. Mức giá này là 600 nhá, mã là 767 này. Đấy nhờ, vừa rất là vừa. 600 nghìn, mã là 767 cho em. Chị Hương ơi, bao luôn địa chỉ ạ. Cổ lá sen kiểu này đúng không chị ơi? Màu hồng này. Chính là màu hồng đánh sen luôn. Nắng ngắn cho em nhá, xinh nhá. Em này các chị có nặng dưới 50 cân. 47-50 cân thôi. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 500, mã là 787. 787 cho em. 767 cho chị Phương Tống. Ôi, các bà có cân nặng tầm 55-60 cân mà con này đẹp vừa phải thôi. 55-60 cân nhá, dưới 60 cân này. 500 dưới, mã em này là 814. 500 dưới, mã số là 814 cho em nhé mọi nhá. 787 cho chị Vũ Thu Hương. Đỏ. Đỏ dáng lỡ này mọi người này. Quá
hàng khuy nhá mọi nhá, rất là đẹp luôn. Cái này mọi người có thể bẻ ra như này. Đây mọi người nhìn bên này chưa? Nó sẽ bẻ bên này như này. Đó. Em này có chỉ 50 55 cân nhá. Dưới 55 cân thôi. Em này 550, mã là 906 này. 550, mã số là 906 cho em. Con bé này bà nào mà được. Xin chúc mừng luôn, chỉ size S là mặc đẹp thôi. Bé một lớp đấy bà ơi, bé một lớp lông cừu đấy. Màu tây nữa chứ. Con bé này đang là trend đấy mọi người ơi. 47 đến 50 cân, đẹp chưa? 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá em này là 550, mã là 897. 550, mã số là 897 cho em. Đấy, hàng hiệu size 38 này. Con này nó đang bị có một 906 cho nó chị Hạnh Trần. Mọi người nhìn này, bọn lông kiểu xịn nó hay bị cái con gì nó cắn ấy. Đây này. Nó cắn, nó có những cái vết cắn giống như kiểu là kiểu răng, răng nó cắn ấy. Ui, đây. Đầy đủ cho nó chị Linh chất bóng. Đẹp đầy đủ đây luôn ạ. 50 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá. Linh bóng anh mới. Mức giá của em này là 600, mã em này là 252. Không đẹp không lấy tiền luôn. 600 nghìn, mã là 252 cho em. Ngắn này, vest màu xanh lá cây. Trời ơi. Em này các chị có cân nặng size M, 50 đến 55 cân nhá. 550, mã số 6. Mỗi con bé màu xanh lá cây thôi. 55 đến 60 cân nhá, chất dạng mướt mượt luôn, mọi người không nhìn thấy đường chỉ luôn nhá mọi nhá. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 600, mã số 13. Đứng được. Không chật. Mọi người đợi em một chút nhá. Vest màu hồng nhá mọi nhá. Size S chuẩn bị 06 cho nó chị Vũ Thị Thơm. Ôi. Em này dưới 52 cân thôi, 47 đến 52 cân. Vũ Thị Thơm xanh dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 550, mã là 658. Làm ngắn siêu chảnh luôn này. Mọi người nhìn này. Con này các chị size nhỏ thì gọi là mét của Tết luôn. Ngắn hẳn đấy, 500. S ơi, ui. Ai mà XS và S này, 40-50 cân này. Con này xinh lắm. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 40-50 cân, 500 nghìn thôi. Mã em này là 659. Em cho cái dậy đánh ra 658 cho chị Bùi Lãnh. Khủng luôn. Đẹp không tì vết, nó loạn thiết răng cưa nhá. Tay xích cho em này. Tháo nó bị tụt đấy. Con này chất lông cừu xịn sò luôn này. Chị nào có cân nặng tầm 50 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 6. Em này 550, có theo ở phần tay nhá mọi nhá. Mã số em này là 307. 550, mã số là 307 cho em. 252, 46. Chỗ này dài nhanh tay này. Hết dài giờ. Em này các chị 48 đến 55 cân, đẹp chưa? Dưới 55 cân nhá.
600, mã là 483. 600.000, mã là 483 cho em. Màu hồng cho em nhé mọi người nhá. Hè kẻ nhé mọi nhá, kẻ trắng hồng nhá. Em này các chị 53, 57 cân. Đẹp chưa? Có lẽ là kẻ nhá, không phải là màu hồng phấn đâu, nó kẻ trắng hồng. 53, 57 cân nhá. Em này có giá của nó 600, mã số 77. Toàn con đẹp luôn. 600.000, mã số 77. 483 cho chị ngõ hồng. Mã số 77 cho em. Size em này 48 53 cân này, 6 hàng khuy nhá. 48 53 cân, dưới 53 cân nhá, 600. Mã số em này là 370. 600.000, mã 370. Con đang chất xịn luôn. Xanh xanh nhá mọi nhá. Mã của đánh là xanh mờ trên. Con này thì size to. Chị Phương Anh Nguyên inbox số điện thoại để chỉ với chị ơi. Em này các chị có cân nặng tầm 60 65 cân nhá. Chị nào dưới 65 cân 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 550 thôi. Mã số 11. Màu xanh quá đẹp luôn. Vét hồng. Vét hồng. 550 nhá mọi nhá. Ôi, 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá. Mức giá này là 550. Mã là 801 này. Mướt mượt mượt luôn. 550, mã là 801 cho em nhá. Bên trong nó có viền nhá, có chút eo được đấy ạ. Em này các chị có cân nặng này, đẹp chưa? Chị nào có cân nặng 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 550, mã số là 814. 550, mã số là 814 cho em. Màu vàng. Dáng lỡ này mọi người này. Đẹp. Rồi con này, khó thay luôn á. 48 đến 55 cân cho em. Dưới 55 cân nhá, 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 550, mã là 581. 550, mã số là 581 cho em. Vét màu kem cho em này. Đẹp chưa? Trời ơi mọi người ơi, hàng handmade cho em nhá. Em này 48 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 550 rồi. Mã số em này là mã số 90. 550, mã số 90 cho em. Tiếp tục. 581 cho nó chị Hoàng Cẩm Nguyễn. Màu be nhá mọi nhá. Em này các chị 47 đến 52 cân thôi. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 550, mã số 56 này. Mướt luôn á. 550, mã số là 56 cho em này. Dài luôn nhé mọi nhá. Ôi bà con, cô bác ơi. Em này các chị có cân nặng tầm từ 60 cân quay đầu. Chị đã chật nhạt. Em này 55 đến 60 cân nhá. 600 nghìn thôi, mã là 322. 600k, mã số là 322 cho em. Màu vàng nhá. Các bà ơi, con này thì đẹp dã man. Cái này có đai tay nhá mọi nhá, có đai tay đây này. Ôi, em này các chị đặng váy cho em nhá. Em này dưới 65 cân cho em này. 60 đến 65 cân nhá. Dưới 65 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Mức giá của em này là 600, mã là 208 nhá. Mọi người thích thắt đai thì thắt và thả thì thả nhá. 600.000, mã là 208 cho em. 600k, mã số là 208 cho em. Ui, con này form không đẹp không lấy tiền đúng các bà luôn á. 550 con này thì con là đỉnh của chóp luôn này. Cổ đẹp chưa? 50, 55 cân thôi. 50, 55 cân nhá. Dưới 55 cân cho em này. Mức giá của em này là 550. Ôi, mã 136. Em này các chị có cân nặng size M.
50-55 cân cho em, chất siêu mướt luôn nhé. Đây, mọi người nhìn này, cái chất lông ở tay em đây. 50-55 cân nhé, dưới 55 cân. Mức giá của em này là 550, mã là 817. 550, mã số là 817 cho em. Xám lông chuột. Mọi người con này là một em dạ thường, nhưng mà cũng là dạ lông cừu đấy ạ. À nó vẫn là dạ lông cừu nhé mọi người nhá. Em này sẽ bán rẻ hơn một chút, hàng Hàn size 55. Vẫn là dạ lông cừu với một lớp đấy ạ. Em này các chị 48-53 cân. Dưới 53 cân nhá, con này em sẽ lấy rẻ hơn một xíu thôi. Em này mức giá của nó là 300 nhá, mã là 833. 300 nghìn mã 833, cũng là lông cừu đấy. 300k mã số là 833 cho em. Tiếp tục nhé mọi nhá. Em này 817 cho chị Phạm Nhài. Em này các chị 55-60 cân nhá, dưới 60 cân cho em này. Em này 550, mã là 820. 820 cho em này. Em xuống em nghỉ trong ký em lên nhá mọi nhá. Bởi vì là cái con đuôi có lắc vàng ở cổ nhé mọi người nhé, xích vàng ở cổ luôn này. Anh ơi em vẫn cho em sắp mua lắm, cũng như gặp kinh thật, đóng như thế nào. Đây nha mọi người nhá. Đây chị này, những em mà dáng kiểu lưng lửng này mọi người nhá, mặc trông chân cực kỳ dài cho em luôn này. Em này nhá phải tầm độ size M cho em, 50 tầm độ 55 cân mọi người nhớ cho em. Bây giờ mình thử ấy thì mình thêm mặc cái áo len nữa thì vừa nhá, không nó sẽ bị rộng ấy. Chị nhớ vào trong mình áo len của đông nữa. 50 tầm độ 55 cân nhá, 550 chốt cho em mã 9151 quá xinh luôn. Mã 915 xanh luôn. Tiếp này mã màu xanh củ vịt này. Em ấy cũng dáng ngắn thôi nhá. 833 cho chị Phan Thủy Dương. Một em dáng ngắn cho em luôn này. Em này màu xanh cổ vịt. Em này chỉ khoảng tầm độ size S cho mọi người nhá. Bởi vì khi mà mình mặc quần lông mình mặc rất nhỏ bên trong mà mình để nó thoải mái cử động thì mình nên lấy hơi rộng một chút xíu thôi. Em này size S này, 45-50 cân mặc với em dáng ngắn này cho em luôn này. Dáng ngắn cho em nhá. Bộ từ 45-50 cân size S cho em. 550 chốt cho em mã số là 132. Mã 132 cho em luôn này. Em thực sự là em thích dáng cái kiểu dáng nó hơi hơi dài dài một chút xíu hơn đấy. Đây thì em là kiểu này thích hơn này. Đây em thích kiểu dáng hơi dài một chút xíu như này hơn. Đấy, em này tiếp này. Em này đấy ạ. Cái em này thì dáng nó không quá dài nhưng mà đến đúng đầu gối của em. Các chị phối với những em mà bên trong mặc áo len váy len len body cũng rất là xinh nhá mọi người nhá. Phần cổ nó như kiểu giống kiểu là dáng kép mọi người. Phần áo của nó mix như dáng kép luôn này. Em này cũng chỉ XS và S thì lấy này cho em đi. Từ 40-50 cân này, phối túi vuông. Em này màu be cho em mọi người nhá. Bám lên này 550 thôi này. Chốt cho em mã số là 381 cho em. 550 chốt cho em mã 381. Dáng em mặc cực kỳ baby nhá mọi người nhá. Mã số là 381, quá baby luôn. Rồi tiếp theo là em màu hơi màu hồng nút mọi người này. Cái màu này nó không hẳn là màu hồng đâu, nó hơi kiểu màu hồng ruốc nhạt nhạt mọi người nhá. Màu nó rất là nhẹ nhàng, nó không quá là 381 cho chị Vợ Thu Hương. Em này size chuẩn S dáng ngắn luôn các chị nhá, không bị quá dài đâu ạ, đến khoảng tầm độ chù mông của em thôi. 45-50 cân cho em. Chèo thích người người nhỏ nhỏ này hay là chèo thấp thì lấy em này thoải mái cho em nhá. Màu nhẹ nhẹ này, tay hơi chuông chuông một chút xíu. 550 chốt cho em mã 990 dáng ngắn cho em này. Mã 990 như thế này mọi người, dáng ngắn ấy. Người nên đi với bốt nhá mọi người nhá, bốt kiểu bốt cao cổ lên ấy, rất là đẹp luôn. Đây, tiếp theo dáng dài cho em luôn. Một em này là màu xanh rêu cho em này. Đai của nó là dáng đai dơ nhá. Đây. Một em tiếp theo này, em này nó là dáng dài hẳn cho em, dáng dài đến đúng bụng chân của em nhá mọi người nhá. Không, như là chị Phạm Yên Phượng. Dáng dài đúng bụng chân của em luôn này. Màu của là màu xanh rêu, rất là dễ mặc, cái màu này quá là dễ phối luôn. Đằng sau là nghiêng về dọc dáng đai rơi cho em này thoải mái, em này cũng size nhỏ luôn. 53 cân thôi ạ, dưới 53 cân mặc vừa em này cho em nhá. 48 tổng cộng 53 cân dáng đai rơi này, giá này cực kỳ xinh. Bán em này với giá là 600 nghìn, chốt cho em mã số 100. Mã số 100 cho em nhá, chỉ 600 nghìn. Chốt cho em mã số 100 này, cái màu này xinh này. Rồi, em này màu cũng rất là xinh này. Đây này, ai hỏi kiểu cổ sen thì lấy em kiểu này. Các bạn thấy nhá, hơi kiểu cổ cánh sen một chút. Rồi, em này kiểu này. Hơi kiểu cổ cánh sen nhưng mà cái dáng nó thì lại là dáng vét nhá mọi người nhá. Em
này size chuẩn S này, tay hơi loe nhẹ này, 45 đến 50 cân, màu này quá xinh luôn mọi người. Màu này thực sự là rất hiếm khi gặp luôn nha mọi người nhá. 45 đến 50 cân, dáng nó hơi như dáng baby doll một chút xíu cho em, dáng kép ấy. 45 đến 50 cân này. Hạ à nhầm, 550 chốt cho em mã số là 126. 550 chốt cho em mã 126 cho em nhá. Dáng hơi cổ xe một chút, lên form cực kỳ chuẩn. Đây, tiếp theo này, màu hơi xám lông chuột nha. Một em màu xám lông chuột nhạt nhá mọi người nhá. Một em màu xám lông chuột nhạt này. Em này thì thoải mái từ 48 tầm độ 53 cân thì lấy này cho em này. 48 tầm độ 53 cân cho em. Em này đều là những em mà lên form cực kỳ chuẩn nha mọi người nhá. Khi mặc lên người sẽ lên form rất là chuẩn theo người mình luôn. Em này 48 53 cân màu xám lông chuột này, mặc để dáng suông động một cái cúc vào cũng rất là đẹp. 550 thôi vì nó là dáng ngắn. Chốt cho em mã số là 895 cho em. Mã số là 895 nhá. 550 chốt cho em mã số là 895 này. Không biết mọi người như nào, em rất thích những cái màu xanh rêu hay là màu đen. Những cái màu đó là cái màu mà mình chuyên mặc được vào mùa đông mọi người, kể cả là phao hay là dạ hay là rất là cái dáng khoác ấy. Những cái màu đó đều rất là đẹp và nó rất là dễ mặc cho em mọi người nhá. Em này dáng baby tiếp mọi người này. Em này cũng kiểu giống dáng kép size S thôi. 45 đến 50 cân, khá nhiều S đúng không mọi người? 45 đến 50 cân này, cổ thì là cổ vét. 45 đến 50 cân màu xanh rêu ạ. 550 chốt cho em mã số là 976 cho em này. 976 550.000 cho em. Mã số là 976 cho em luôn nhá. 976 này. Xem cái màu này lên mọi người nhá. Đây màu này đi. Em này có lắc này. Đây em này có dáng dài đẹp xem. Em này nhá, dáng có lắc cho em luôn này. Chị nào mà thích sang những hàng hiệu ấy, các chị nên lấy em có lắc đi. Lúc nào chất nó cũng gọi là quá đỉnh luôn nhá mọi người nhá. Đây, một em màu nâu dáng dài hẳn. Các chị nào mà đi những cái vùng lạnh nhiều hàn nhá, rồi đi nhật nhá, rồi đi sẽ biết nhá. Và thường thường sẽ mặc cái rất là dáng dài kiểu như này để cho nó ấm ấy mọi người. Nhưng em này mặc lên rất nhẹ nhưng lại rất ấm cho em luôn. Một em này này, nó nghiêng về cái dòng dáng form to cho em. Em này phải tầm độ size M và lớn và L từ 53 khoảng 60 cân mặc vừa em này nhá. 53 đến 60 cân mặc vừa em này cho em luôn này. Dáng dài hẳn đến qua bụng chân của em luôn. Màu là màu nâu sự, màu kiểu màu nâu cà phê ấy. Bán em này 550, chốt cho em mã số là 805 cho em luôn này. Mã số là 805 cho em luôn nhá. 550 thôi, dáng dài hẳn cho em. Mã số là 805 cho em luôn này. Mã 805 này, cái màu này nhạt nhạt rất là xinh này. Một em màu xanh mi nhẹ. Một em màu xanh nhì mi nhẹ nhàng này. Đây ạ, dáng vét cho em. Lấy lên gì? Áo màu tối sau áo xanh. Sau áo xanh nào? Nhiều áo xanh bóng áo nào ấy, chị chỉ hàng nào để em lên nhá. Em này tiếp này. Em này ạ, thoải mái cho em size S 45 đến 50 cân luôn này. Em này thì nó nghiêng với dòng dáng nó hơi kiểu nhẹ nhàng dáng vét. 45 đến 50 cân màu xanh min nhạt, dáng đến giữa đùi của em luôn nhá mọi người nhá. 550 chốt cho em mã 913. 550 chốt cho em 805 cho chị bé mở mã số là 913 này. Đây là cái màu xanh này đẹp này. Em có thích cái dáng này luôn đấy. Cái dáng này nó có cả đai eo này rồi cầu vai rồi. Rồi cả đai tay bó luôn. Giới thiệu địa chỉ chị ơi. Gọi là đủ đai mọi người nhá. Chị Phan Thùy Dương. Những em này gọi là đủ đai mọi người nhá. Nó có từ... có dạng ngắn đấy chị ơi. Có ngắn, hôm nay nhiều ngắn luôn. Em này thấy nhiều ngắn hơn bình thường á. Bình thường ít ngắn, hôm nay nhiều ngắn. Đây nhá mấy các chị nhá. Em này này, nó sẽ có đủ cho em là từ đai eo này, rồi đến đai tay này, rồi hai bên cầu vai cũng sẽ có cho em luôn các chị nhá. Những cái dáng này nó xuất sắc luôn các chị nhá. Em này ạ, thoải mái cho em. Đây một đây không đi nhầm, là đây bị thiếu sót đây. Em này ạ, thoải mái cho em size chuẩn M nhá. 48 với tầm độ 53 cân thì lấy màu xanh này cho em này. 48 với tầm độ 53 cân thì lấy màu xanh này cho em này. Đầy đủ đai cho em. Dáng cũng đến đúng đầu gối này. 550 chốt cho em mã số là 464 cho em. Mã số là 464. Kẻ size S là gì? Để em tin cho một kẻ nhé. Đây, kẻ đây này. Em kể nhá. Ui các chị ơi em này này. Cái em này nhá mọi người, mua một nhưng được hai này, mặc cái mặt nạ được. Các chị đã thích mà kiểu dáng một màu thì mặc cái mặt này. Còn nếu mà mình không thích, mình thích mặc kẻ thì mình lộn ngược lại cho em nhá. Mua một nhưng được hai này. Đó. Tính ra là chỉ có hơn 200.000 một chiếc áo đây này. Thành được hai chiếc áo luôn. Ơi kẻ đây. Em này nhá, dáng kẻ cho em nhá. Kẻ mà cái màu nó đẹp, bên trong màu nâu nó đẹp các chị này. Đây, dáng xinh chưa? Có cả túi cho em luôn nhá mọi người nhá. Em này đấy ạ, cho chị nào. Cho nó chị Phương Anh. Em này thực ra nếu mà để em mặc thì là chỉ size S em mặc em này thôi. Thế nhưng mà các chị nào mà vừa nhất để đẹp nhất như theo kiểu Việt Nam mình mặc ấy thì phải tầm độ size L cho em từ 55 đến 60 cân dáng dài nhá.
đến 60 cân mặc vừa em này cho em này. 550 thôi, chốt cho em mã 815. Mua một nhân cực 2 cho em nhá. Mã 815, 550 cho em. Mã số là 815 cho em luôn này. 815 này. Mấy màu nâu tiếp theo này. Một em màu nâu tiếp này. Một em màu nâu tây cho em nhá. Màu này siêu siêu tây cho em. Mặc lên nhẹ nhàng này. Tiếp này. Em này ạ, cũng kiểu cổ sen cho em mọi người nhá. Cũng kiểu cổ sen này. Em này bị tầm độ size M, 50 tầm độ 55 cân thì lấy này cho em đi ạ. Dáng đến đúng đầu gối của em ạ. Không quá dài cũng không quá ngắn. Thấp mặc được, cao mặc được, từ 50 tầm độ 55 cân size chuẩn M cho em nhá. 550 chốt cho em mã số là 490 cho em. Mã 490 dáng form suông này. Mã 490 cho em. Mã số là 490 cho em luôn này. Mấy em màu kem kem này. Màu trắng kem người nhá. 815 cho là chị Trịnh Thị Huệ ạ. Một em màu trắng kem đây mọi người này. Đây. Em này size chuẩn M luôn. Quá đẹp luôn, chị nào mặc M vừa in. Từ 48 tầm độ 53 cân mặc vừa em này nhá, đến đúng đầu gối cho em. 48 đến tầm độ 53 cân này, màu trắng kem dáng cổ vét nhá mọi người nhá. 550 thôi. Chốt cho em mã 103, màu quá nổi luôn. Mã 103 cho em mặc màu trắng gì đây? Mã gì dáng gì? Màu ben sữa đây, cái màu kiểu như này các chị này. Đây, em này chị này, em này màu kiểu sữa sữa này. Em này màu kiểu sữa sữa nhưng dáng suông nhá. Em này thoải mái cho em từ 48 đến 53 cân size M nhỏ cho em thôi. 48 đến 53 cân này. 53 cho nó chị Lê Hà. Dáng dài vừa phải, màu thật sự là nhìn nó sẽ thích rồi mọi người ạ. 550 chốt cho em mã 541. 550 chốt cho em mã số là 541 cho em luôn này. Em thích cái màu kiểu hơi hơi nhạt nhạt nhẹ nhẹ như này. Một em màu xanh min nhá. Một em màu xanh min nhẹ nhàng này. Em này cái kiểu của loa kiểu cổ tàu 3 phân cho em. Một em dáng kiểu cổ tàu 3 phân nhá. Em này chỉ size S thôi. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 45 đến 50 cân cho em luôn nhá. Dáng không quá to đâu và nó không quá dài. 550. Mã số 1 cho nó chị Nguyễn Thị Hoa. 550 chốt cho em mã 129. 550 chốt cho em mã 129 cho em. Mã 129. Sao em này nó sò và nó mịn. Ơ là mịn mọi người ạ. Mịn nhung nhung luôn ấy. Thích chưa? Em này mịn lắm. Chị lấy này đi. Sò lắm mịn gì. Em này nhá mọi người nhá, mặc được hai kiểu, cũng hai mặt cho em luôn rồi. Em này thế này. Cũng mặc được hai mặt cho em luôn. Dáng của nó giống như kiểu là dáng áo khăn đó mọi người nhá. Đây này, dáng áo khăn này. Đây dáng áo khăn cho em này. Rồi, xinh chưa? Em này size chuẩn S dáng ngắn, 45 đến 50 cân, em này dáng xinh lắm ấy. 45 đến tầm độ không, em này phải tầm độ từ 45 tầm độ 53 cân cũng vừa, em này M nhỏ cũng vừa luôn. 45 đến tầm độ 53 cân cho em này, trông dáng kiểu chơi biết về quần đùi nhá, em mặc rất là đẹp nhá. Mà các chị mua quần kiểu quần đùi giã biết lên cho em. 550 chốt cho em mã 114 này, chất nó cứ mịn, đó là mịn đấy chị này, chất mịn chưa? Mã 114 nhá, 550 thôi. Mã 114 mặc được cả hai mặt cho em luôn. Mã 114 cho em luôn này. Mặc tiếp theo này, cái màu này kiểu màu kiểu mắm tôm mọi người. Em ưa mặc đỏ đô đằng sau đi. Đỏ đô đằng sau à? Ok chị. Nhìn thấy rồi. Đây này, ủa mới thế nhở. Em này mới dã man mọi người ơi. Em này mới kinh khủng cho em luôn nhá mọi người nhá. Có dáng dài màu đỏ xe đấy ạ. Đây, cái đai này cái đai của nó rồi. Cái đai này đai của nó màu không phải. Cái đai này màu của nó đấy mọi người nhá. Em sẽ bỏ ra. Đây, cái đai này đai của nó này. Em này các chị này, đây cái màu nó xinh chưa? Cái màu nó xinh dã man nhá, cổ vét nhẹ cho em. Em này size cũng phải tầm độ size S thôi, 45 đến 50 cân thì lấy cái này ạ. 45 đến 50 cân nhá, chất nó mới dã man, phải mới tầm độ 98-99% ạ. 45 đến 50 cân. 550 chốt cho em mã 738 đến đúng rồi của em này. Mã số là 738 cho em luôn nhá. Đó mặn đúng không chị? Em này còn mới nguyên tem mát cho em luôn này. Đây. Còn mới nguyên cả tem mát cho em luôn nhá mọi người nhá. Này nó còn giá thiết thử cho em này. Size ở đây là size M cho em. Size ở đây nó ghi là size M cho em nhá. Còn mới nguyên tem mát này. Còn mới nguyên tem mát cho em luôn này. Dáng cũng là kiểu dáng hơi hơi áo khăn một chút xíu nhá mọi người, chảnh chảnh nhá. Dáng này chị thấy quấn ba cả cho nó chị Hà Linh. Dáng này quấn nhanh thêm một cái khăn ở phần trên cổ thì chảnh kinh khủng cho em luôn nhá. Chị có màu đen đấy ạ. Em này ạ, size từ khoảng màu gì tầm tối nhá. Chị nào dưới 53 cân mặc quần này, dưới 53 cân nhá, thêm cái khăn quàng cổ cho em thì siêu chảnh, thêm một cái kiểu mix lông ở phần trên ấy, dưới 53 cân thì lấy cái này cho em này, chỉ 550 thôi. Chốt cho em mã 174, mã 174 nhá, có kèm đai eo. Mã 174 cho em luôn này. Mã 174 cho em, đây màu đen đây nhá. Lên mà em màu đen mọi người.
màu đen dáng dài này. Thì em màu đen nào đẹp sao mọi người ạ? Rồi màu đen tiếp theo này. Mà em màu đen này cũng size chuẩn S luôn, 45 đến 50 cân ạ. Màu đen này 45 đến 50 cân mặc với màu đen là cho em lên form rất là chuẩn luôn đấy. 550 thôi, chốt cho em mã số là 662. 17 giá chân của em. Lư Thu Quyên mã 662 cho em nhé. Màu đen nhá, màu đen lấy đi. Em này mix màu này. Em thích mix màu không ạ? Mix màu cho em nhất. Bên trong của nó là màu kiểu hơi hơi cốm cốm và bên ngoài thì nó là cái màu xanh kiểu xanh dương, xanh cực biển đấy mọi người. Em này ạ, M 50 55 cân. 50 tầm độ 55 cân này. 550 chốt cho em mã số 6 ạ. Mix hai màu cho em nhá. Mã số 6 ạ. Ôi. Màu này cũng đẹp các bạn ơi, màu đẹp dã man này chị này. Dáng dài luôn nhá, dáng dài, mịn, đẹp. Màu nâu đậm cho em mọi người nhá. Cái màu là màu kiểu màu nâu đất. Màu này là kiểu màu nâu đất cho em luôn này. 662 cho nó chị Hiền Phi Thị. Em này thì chị nào size chuẩn L lấy cho em nhá. Từ 55 đến 60 cân thì lấy này cho em đi. Không quá rộng đâu, chuẩn L 55 đến 60 cân mặc lên rất là vừa và rất là đẹp luôn. Dáng cái bụng chân của em nhá. 550 chốt cho em mã số 5. Chị ơi, đẹp chưa? 550 chốt cho em mã số 5 cho em luôn. Em lại các chị mua được cái giá này là quá hời luôn á. Mã số 5 cho em luôn này. Một em màu xanh than nha mọi người. Không phải là màu đen đâu ạ. Trên like thì đôi khi xanh màu đen bởi vì trên like có ánh sáng nó quá tốt ấy. Nên mình nhìn không chuẩn màu. Bên ngoài của nó là màu xanh tím than nhé mọi người nhá. Một em màu xanh tím than như này. Em này cái dáng nó như kiểu là áo, một kiểu áo váy mọi người, như áo khăn ấy. Nó sẽ phần trên cổ, phần dưới lắng suông hơi xòe nhẹ chữ A cho em. Size M 50 57 cân thì lấy em này nhá. 50 57 cân dáng lên bụng chân của em. 550 thôi ạ. Chốt cho em mã số là 236. 550 chốt cho em mã số là 236 cho em này. Mà em màu hơi hơi be be một chút này. Ai hỏi màu be thì em này đi nhá. Cái màu là thực sự là nếu mà để nói giảm sẽ nhớ ngay phát đến, hoặc là kaki thì nhớ ngay phát đến màu be luôn. Em này này. Rồi, tiếp này. Mà em màu be này. Một em màu be cho em size L. 55 đến 60 cân mặc với em này, dáng đúng đầu gối của em luôn. 55 đến 60 cân này, hai bên phối túi vuông cho em. 550 chốt cho em mã 133. Mã 133 nhá. 550 chốt cho em mã 133 này. Màu xanh cũng chị dáng ngắn này. Ai cần dáng ngắn thì lấy đi ạ. Em rất là nhiều chị hỏi dáng ngắn bởi vì các chị thấp. Chị làm một khoảng tầm độ dưới 1m55 ấy thì các chị nên lấy dáng ngắn cho em nhá. Không chỉ ở dưới 1m58 lên lấy dáng ngắn, bởi vì những cái dáng mà dáng dài ấy, thì sẽ cần chị nào mà chiều cao tốt một chút xíu. Em này XS và S 40 50 cân thì lấy này đi ạ. 40 50 cân thì mặc vừa em này, thích kiểu dáng vét thì lấy này cho em nhá. Vét dạ cho em luôn này. Em này ạ, bán em này với giá là 550 chốt cho em mã 924 cho em chỉ 550.000 thôi. Mã số là 924 cho em luôn này. Mix màu này. Mà em mix màu cho em luôn này. Bên trong của nó là màu nâu nhé mọi người nhá. Em này mặc hai mặt được luôn ấy. Em này thực ra là mặc cái mặt nào cũng được bởi vì nó không có túi, không có tiếc gì nhiều ấy. Em này ạ, mặc mặt nào cũng đều xinh cho em. Em này cúc của nó là cúc kiểu cúc nam châm ấy mọi người. Nó sẽ tự hút cho mọi người luôn. Chỉ 24 cho nó chị Nguyễn Thị. Mình mặc mặt nào thì mình chỉnh cái phần dây đai của nó màu đó ra nhé mọi người nhá. Em này phải size to, phải tầm độ size L hoặc XL nhỏ. Bây giờ em là em người em có size XS, XS thôi. Nên mặc em này khá rộng nhá. Chị nào L hoặc XL nhỏ khoảng độ từ 55 đến 63 cân thì mặc vừa những em này cho em. 55 đến 63 cân chị nào mà size M thích dáng rộng rộng một chút thì mình mặc đồ muốn nó thoải mái thì lấy em này cũng được. Dưới 63 cân mặc vừa em này cho em luôn này. Em bán đây này. Ủa, này còn mới nguyên tem mát cho em luôn này. Ủa bà ơi này. Còn mới nguyên tem mát cho em luôn nhé mọi người nhá. Hàng của Canada nhé mọi người ơi. Em áo slow này là hàng của Canada đấy mọi người ạ. Tem mát thì còn mới nguyên đầy đủ cho em này. Hàng này là hàng new 100% luôn nhá. Dưới 63 cân mặc vừa em này. Em cao 1m62 và nặng 49 cân ạ. Chỉ 550 đấy, hàng còn mới nguyên tem mát này. 550 chốt cho em mã 103. Mã 103 quá đẹp luôn. Mới nguyên cho em nhá. 103 chỉ 550 thôi. Đây size S lấy em này. XS và S thì lấy em này cho em. Em XS thì nhưng vai mà khá là to thế em phải mặc size S này vừa nha mọi người nhá. Đây em này này. XS và S 40 50 cân mặc vừa em này. 40 50 cân nhá. Bên ngoài là màu xanh rêu cho em luôn ạ. Dáng dài đến trên đầu có khoảng 3 phân cho em. 550 chốt cho em mã số là 904 cho em lên kia đi. Em kia mới nguyên tem mát luôn đi. Mã số là 904 cho em luôn nhá. Mã 904 cho em luôn này. Đây em này ạ, size S này, em là baby cực kỳ luôn. Size S cho em. Em tiếp này, em này dáng baby kinh khủng. Em này ạ, nghiêng cái dòng dáng kiểu dáng thụng nhá. Ai thích dáng thụng thì lấy này.
hai bên tay hơi hơi chun 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 một chút xíu này. Em này nó ghi là size S, thoải mái S, M thì đều vừa vì nó chỉ là dáng khoác thôi. Em này không những em khác là phải cài cúc, em này thì để dáng suông cho em. S, M 45 tầm độ 55 cho chị Hằng Lưu. 45 tầm độ 55 cân thì đều vừa em này này. Cái màu không phải là màu xanh đâu mà nó hơi hơi kiểu màu ghi sáng đó mọi người. Màu ghi sáng cho em nhá. Từ 5 à từ 45 đến 55 cân đều vừa. 550. 550. Ok chị, 550 chốt cho em mã 104. Các chị cần cái gì hay là nhìn thấy cái gì mà mình thích ấy, thì mình bảo em để em lên cho mọi người luôn nhá. Mã 104 cho em là em màu hồng này. Tay hai màu hồng, em hồng nào? Chị ơi, cái này 62 cân vừa. Vừa chị ơi, cái xanh thái tuổi thoải mái luôn. Vì em ấy dưới 63 cân là vừa nhưng đấy. Em này dáng rộng mà. Em này tiếp này. Vừa đấy á. Dáng ngắn này. Em này size chuẩn M 50-55 cân. Dáng áo váy mọi người nhá. 50-55 cân dáng ngắn màu hồng. Hồng hồng đậm một chút xíu nhá. 550 chốt cho em mã 785 cổ tròn. 550 mã 785 cổ tròn cực ít. Để ở đây đa số là dáng cổ vét và dáng cổ sen ấy. Chứ ít cổ tròn lắm vậy nhá. Cho cần cổ tròn đấy đấy đi. Đây màu hồng nữa, này có hai màu hồng. Cái màu này mình xinh đã bắt đầu nó lên chưa, lên chưa? Màu hồng này xinh lắm. Đây, hồng nữa các chị này. Em này hồng nhá các chị nhá. Em hồng tiếp này, em hồng này. Cho nó chị biển đào ơi. Em hồng này thì giống như là màu hồng cánh sen hơn. Size M nhỏ 48 tầm độ 53 cân nhá. 48 đến 53 cân mặc vừa em này, dáng dài bụng chân của em luôn. 550 chốt cho em mã số 12. 550. Chị biết đâu anh mới inbox dưới gọi địa chỉ. Mã số 12 cho em luôn này. Em này này, hơi hơi hồng cam, chút rất là xinh luôn này. Và hơi hồng cam một chút xíu này. Em này cũng như là dòng dáng ngắn rồi nhá mọi người nhá. Em này nó cũng là dòng dáng ngắn rồi này. Đây, em màu hồng cam này. Đây ạ. Một em màu hồng cam. Em này chuẩn S 45 đến 50 cân thì lấy em này đi ạ. Hồng cam cái màu này sao trông nó nhìn nó tôn da thế nhở. 45 đến 50 cân mặc với em hồng cam này cho em này. 550 chốt cho em mã 136. Mã 136 cho em có kèm sẵn dây đai nhá. Mã 136 cho em luôn. Chắc ngắn nó lại lên màu xanh than mọi người đi. Xanh than dáng ngắn kèm đai rất là hiếm mọi người nhá. Các chị nhanh tay nhá. Dáng ngắn đa số sẽ chỉ là dáng suông thôi, rất ít khi có kèm đai. Như em này, thằng này dáng đai rơi này. 136 cho chị Kỳ Nam. Dáng đai rơi ạ. À. Em này size M 50-55 cân. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. 550 thôi, chốt cho em mã số là 922. Mã 922 nhá, 550. Mã 922 cho em luôn này. Em này theo ở đây, em này theo này. Em này nó theo cho em nhá. Một em dạ theo cho em. Này, cắt ao gấu này, xong rồi theo này. Đây em này, này có kèm sẵn đai luôn nha. Đây, tiếp theo là cái gì này? Đây, ui xinh chưa? Dáng xinh đã mang tay hơi chung chung một chút xíu cho em nhá. Em này cũng size chuẩn M, 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. 50 tầm độ 55 cân cho em nhá. Bán em này với giá là 550 chốt cho em mã số 83 theo toàn bộ này. Mã số 83 cho em nhá. Mã số 83 cho em luôn này. Hàng hiệu chuẩn cho em Ferragamo Sabato các chị này. Một em hàng hiệu của Ferragamo Sabato nhé mọi người nhá. Những em này các chị nào mà có bạn hay du học kiểu Singapore thì sẽ có rất là nhiều những cái bạn ấy hay mua cái hãng này dã man luôn, bên đây kiểu hot hãng này ý. Size chuẩn S này 45 đến 50 cân cho em nhá. Này, bạn biết toàn bộ là theo hết cho em. 45 tầm độ 50 cân màu đen trông cực kỳ là gọn người. 550 chốt cho em mã 292 hàng hiệu cho em nhá. Mã số là 22 cho nó chị Nguyễn Thu Thủy. Mã số là 292 cho em luôn này. Đây, ui màu hồng nhạt nhạt nhá. Hồng phớt mọi người. Hồng cam phớt phớt là em này size to rồi. Nguyễn Thu Thủy bao địa chỉ ạ? Em này cũng là dạng áo váy cho em. Nó cũng như là dòng dạng áo váy nhá. Ba cho nó chị Hằng Huy. Size L 55 đến 60 cân ạ. 55 đến 60 cân nếu như là em thích mặc dáng rộng hoặc em này size S bởi vì em rất thích cái kiểu dáng rộng như này. Còn chị nào mà thích mặc chuẩn vừa người phải L 55 đến 60 cân cho em nhá. 550 chốt cho em mã số 20 em này mặc rộng sẽ dáng sẽ đẹp hơn. Mã số là 20 cho em. Mã số 20 cho em luôn này. Đây này, có cả xích cái gì này. Đây, có cả lắc vàng cho em luôn nhá, lắc vàng ở cổ. Dáng classic cho em. Một em lắc vàng này. Hoa, em này dáng của nó là dáng áo classic cho em mọi người nhá. Áo classic cho em. Em này cũng phải tầm độ size L 53-57 cân mặc vừa em này. 53 tầm độ 57 cho em luôn nhá. Màu hơi hơi nâu tím cho em. Dáng bụng chân của em 53-57 cân này. 550 chốt cho em mã 135. Mã 135 cho em luôn này. Mã 135 nâu dáng ngắn nhá mọi người.
nâu này là nâu đất, lá ngắn. Một em nâu đất này. Đây ạ, à, nâu đất, em ơi, các chị ơi em này nhá, chất của nó lông cừu dày ấy. Cái lông cừu nó là đánh mà đánh phồng và dày hơn ấy. Nên là cảm giác nó rất là ấm, nó rất là nhẹ và nó rất là kiểu là êm ấy, mặc rất là êm cho em luôn nhá. Size chuẩn M, 50-55 cân dáng ngắn này. 50-55 cân, 550 thôi ạ. À. Chốt cho em mã số là 104. Có dáng ngắn đấy chị ơi. Đây là cái em mặc cái gì? Mã 104 cho em nhá. Đây màu đỏ là những cái dáng này đang là ngắn chị này. Dáng dài là cái dáng dài hẳn qua đầu gối thì mới là dài nhá mọi người nhá. Còn những cái dáng nó lưng lửng ở đây thì nó vẫn là dáng ngắn cho em thôi. Ít những cái dáng mà đến eo thì cũng có nhưng ít lắm. Đa số dáng ngắn là những cái dáng mà kiểu hơi chú một chút xíu nha, không là dáng ngắn rồi nhá mọi người nhá. Dáng ngắn đến eo hẳn thì hơi ít. Em này tiếp theo này, em này ạ, thoải mái cho em size M và L, 50-57 cân mặc vừa em này. 50-57 cân màu đỏ nhá, các chị tiên đi, cứ mùa đông mình lên lấy màu đỏ cho em. Vì những cái tất cả những cái gì mùa đông, Tết tiếp rồi Noel các thứ ấy, nó đều liên quan đến màu đỏ, rất là dễ mặc. Em này nhá, L, M và L, 50-57 cân, 550 chốt cho em mã 116. 550 chốt cho em mã 116 cho em luôn này. Đây này, màu này, màu xám lông chuột cho em này. Màu xám lông chuột cho em có kèm sẵn đai nhá, cũng dáng ngắn luôn. Xám lông chuột này kèm sẵn đai cho em này, dáng vét mọi người nhá. Em thì em mặc dáng vét không đẹp bởi vì người em bé. Em này tầm độ size chuẩn L mới đẹp được. 55-60 cân mặc vừa em này, chỉ có chuẩn size L lấy đi. 55-60 cân, 550 chốt cho em mã 905. Vừa mặc sẽ rất đẹp mọi người nhá. Mã số là 905. Đây ngắn hẳn lấy này này. À con em cũng khá là dài, cũng ngắn. Em này hàng mid-chin này. Em này ạ, à, cũng dáng trùm mông, dáng ngắn nhất trùm mông thôi. Em này dáng ngắn tiếp theo này, size S, màu hơi hơi nâu một chút, 45-50 cân đấy ạ. 45-50 cân mặc vừa em này, dáng cổ vét cho em. 550 chốt cho em mã số là 111 nhá. Mã số là 111 cho em luôn này. Mã 111. Đây dáng ngắn tiếp, màu nâu cam. Một em dáng ngắn màu nâu cam cổ vét luôn này. Em này LXL nhá, dưới 63 cân mặc vừa những em này. Dưới 63 cân mặc vừa những em này, dáng khoác nhẹ thôi. 550 ạ, chốt cho em mã số là 101. Mã số là 101 cho em luôn. Mã 101 này. Màu nâu cam nhưng mà là dáng dài cho em. Không dài lắm, lên khoảng đầu gối em thôi. Nhưng mọi người nhớ cho nó chị Phan Thủy Dương. Nâu cam này đúng đầu gối em luôn này. Màu nâu cam đến đúng đầu gối của em luôn. Size chuẩn S, 45-50 cân thì lấy này. 45-50 cân cho em luôn nhá. 550 chốt cho em mã 717. 550 chốt cho em mã 717 cho em luôn này. 717 màu đỏ cho em. Có lót bên trong mọi người nhá. Có lót này. Em này dáng ngắn hẳn đây ạ. S, XS và S, 40-50 cân dáng baby. 40-50 cân, 550 chốt cho em mã 102. Mã 102 cho em luôn nhá. Này, em này 717 cho nó chị Trang lên. Màu xanh quá đẹp luôn, màu xanh kiểu xanh tím than nhá. Có đai kèm eo cho em luôn. Đai kèm chị eo. Chưa được mã nào chị lấy mã đấy chị nhá. Đẹp quá trời ơi, em này mờ. 50-55 cân, đẹp cho chưa này. 50 tầm độ 55 cân, dáng dài bụng chân luôn. 550 chốt cho em mã 899. Mã số là 899 cho em, chỉ 550 đây này. Em này ngắn đúng eo này. Ngắn đúng eo thì lấy em này cho em nhá. Em này size S thôi. Đúng eo thì nó chỉ có size S thôi mọi người ạ. Đây. Ngắn đúng cái eo này, 45-50 cân đấy ạ, vừa in. 45-50 cân, dạ ép lông cừu một lớp nhá mọi người nhá. 550 cho em. Cho nó chị. Chai mã số 99 ạ. Đấy, ngắn đúng cái eo chị nào vừa hỏi đấy. Mã số 99 cho em. Mã số 99 cho em luôn này. Đây, tiếp theo là màu xanh nhá mọi người nhá, xanh rêu. Xanh rêu thì nó trùm mông thôi. Xanh rêu là trùm mông giữa đùi thôi. 99 cho nó chị. 48 hoặc độ 53 cân nhá. 48-53 cân, nhưng em này chất em nào cũng nhẹ cũng đẹp luôn. 48-53 cân này. 550 mã số là 128. 550 chốt cho em mã 128 cho em này. Màu cam tiếp này. Ai thích màu nổi lấy này đi. Thật sự kéo trắng lấy này đi. Thật sự là mặc nó rất là đẹp, nó trắng bóc luôn ấy. Tổ vét cho em này, MSM. 45 tầm độ 53 cân này. 45-53 cân nhá, để dáng em này cái cúc sẽ đẹp hơn. Đây, 45-53 cân này. 550 chốt cho em mã 907. 550 chốt cho em mã số là 907. Ok chị, em tìm nhá, em sợ em không tìm được ngay vì nó lẫn lộn đẹp cả dáng ngắn dài. Em tìm em sẽ lên một người luôn nhá. Đây em này tiếp S, chuẩn S màu xanh than, không phải màu đen đâu. Màu xanh than cho em, 45-50 cân thì lấy này ạ. 45-50 cân này. 550 chốt cho em mã số là 152 xanh than nhá. Mã 152 cho em bảy cho nó chị bằng lăng tí. Em này này, bùi đẹp chưa này, họa tiết rất đẹp. Họa tiết đỉnh của chóp bác Bảo ơi, họa tiết này.
họa tiết này xuất sắc luôn các bạn nhá. Tem mác thì inbox số điện thoại địa chỉ đi ạ. Tem mác và biết hàng hiệu cho em rồi, size số 2 tương đương size M. Size số 2 tương đương size M. Em này này, tay chun nhé mọi người nhé, và nó họa tiết cho em si ạ. Đây, tay chun chun một chút xíu này, chuẩn M. 50 55 cân này. 50 tầm độ 55 cân nhé, đằng sau họa tiết theo cho em. 50 55 cân này. 550 chốt cho em mã 131. Mã 131 nhá. 550 mã 131 cho em luôn. Một em màu size S này, một em hàng từ Pháp, nó ghi là from France, nghĩa là hàng từ Pháp cho em mọi người nhá. Đây ạ, hàng từ Pháp cho em luôn này. Em này nó nghiêng về dọc dáng dài rồi. Màu xám dáng dài cho em, dáng dài qua đầu gối của em luôn đấy ạ. Size S 45 đến 50 cân hàng của Pháp nhá. 45 đến 50 cân, 550 chốt cho em mã số 10. Mã số 10 cho em. 31 cho nó chị Na Chu. Rồi, mix hai màu này. Em này xem là mặc hai mặt. Em này mặc hai mặt được các chị nhá. Em này mặc cái mặt nào được hết, mua một nhưng được hai chị này. Em này mua một nhưng mà được hai nhá, mặc mặt nặng được dáng ngắn đây này. Ngắn đến giữa mông của em thôi, size SM 45 tầm độ 55 cân. Em này mọi người phối những em quần đùi xong bích bốt cao lên rất là xinh, hoặc là bốt cao cổ đây này. Đó, 45 tầm độ 55 cân nha. 550 chốt cho em mã số là 892. Mã số là 892 em. Mã 892 cho em luôn này. 892 cho em. Đây, tiếp theo màu xanh rêu nha. Màu xanh rêu này có đầy đủ đai eo, đai tay và phần đai ở trên hai bên cầu vai cho em nhá. Nhưng mà nó là size to. Em này phải tầm độ L và XL nhỏ, dưới 63 cân mới vừa những em này. Dưới 63 cân mặc vừa những em này cho em. Dáng đến qua đầu gối 3 phân này. 550 chốt cho em mã số là 238. Màu thì quá đỉnh rồi, không có giới thiệu nhiều rồi. Mã 238. 892 cho chị Hoàng Dung đó. Màu tím nhạt cho em nhá. Màu tím kiểu tím lavender ấy. Màu lavender cho em luôn này. Em này size chuẩn S 45 đến 50 cân. Chị là người nhỏ nhỏ mảnh khảnh thì lấy em này nhá. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 550 chốt cho em mã 902. 550 chốt cho em mã số là 902 cho em luôn này. 902 màu xanh than nhá. Em này nhìn của em là mịn lắm mọi người ạ, sáu tay vào trong nó mịn, ơi là mịn mịn như nhung luôn đấy. Size to em phải tầm độ từ 70 à không, từ 60 70 cân mặc vừa những em này được, size to hẳn nhá. 60 70 cân mặc vừa những em này cho em màu xanh tím than đấy ạ. 550 thôi, chốt cho em mã 312, giá lên đầu gối của em thôi này. Mã 312 cho em màu xanh rêu. Em này nhá, cái đai của nó luồn vào bên trong cho em mọi người này. Đây này, cái đai luồn bên trong này. Đây như này. Đó, em này ạ. Buộc trước hay buộc sau tùy mọi người, có nhiều chi tiết thì mọi người buộc càng dáng đằng sau này cũng rất là ok nhé mọi người nhá. Đây buộc kiểu như này. Đó, buộc này rất là ok nhé mọi người nhá. Em này ạ, size SM dưới 53 cân mặc vừa em này. Dưới 53 cân mặc vừa em màu xanh rêu cho em luôn nhé mọi người nhá. Dáng đến đầu gối của em này. 550 chốt cho em mã số 19 nhá, dáng trong cực căn chơi luôn đấy. Mã số 19 cho em luôn. Cực kỳ chi tay luôn chị nhá. Cực kỳ xinh ấy. À đây. Hồng nhẹ nhẹ này, hồng cam nhẹ. Một em hồng cam này. Em này size chuẩn M 50 tầm độ 55 cân mặc của em này nhá. Hai bên này mít túi giả cho em. Cảm ơn chị Ngô Thanh Xuân tặng sao ạ. Hai bên có túi này. 50 tầm độ 55 cân cho em. 50 55 cân. 550 chốt cho em mã 911 màu hồng cam chị có thấy không? Kẻ sẽ 238 cho chị Phan Thùy Dương, không sợ không còn kẻ mọi người. Rồi, một em tiếp theo này, màu xinh quá. Màu kiểu màu nâu vỏ cây. Nâu đậm, nâu vỏ cây cho em. Đây em này tiếp này. Em này ạ, size chuẩn S thì lấy em này, 45 đến 50 cân cho em. 45 đến 50 cân thì lấy em này cho em luôn này. 550 chốt cho em mã 789. Mã 789 cho em nhá. 550 chốt cho em mã 789 này. Màu xanh rêu cho em luôn này. Đây, màu xanh rêu đi em. Ôi, xanh mạng. Các chị để em tìm xanh mạng nhá. Đây, xanh rêu cho em luôn này. Xanh rêu này. Em này ạ, S thôi, 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 550 chốt cho em mã số là 912. Mã số là 912 này. Đây sẽ đến cái màu này. Mã 912 cho em này. Đây này. Đây, chị đỏ xanh mạ đây, lấy này đi. Dáng lên form chuẩn chưa này? Lên form tục chuẩn size S thôi nhá. 45 đến 50 cân thì lấy này, dáng dài cho em luôn. Dáng dài đến qua đầu gối chuẩn S, 45 đến 50 cân mặc vừa em này nhá. 550 chốt cho em mã số là 272. À xin mạ
lấy này này. Mã số là 272 cho em luôn nhá. 272 cho em luôn này. Màu xinh này, cái sắc này rất là xinh này, xinh đẹp nhạt như vậy, rất là xinh. Em này nhá, có xích luôn này, có lắc luôn này. Đó, có lắc ở cổ cho em luôn nhá. Ủa chị Hoàng Cẩm Nguyên chưa chốt được mã nào đâu chị ơi. Nào, ôi dồi ôi, form to cho em. Em này nhá, một cho chị Nguyễn Hân. 53 60 cân mặc của em này. 53 đến 60 cân mặc của em này cho em nhá. 53 đến 60 cân này. 550 chốt cho em mã số là 188. Mã 188 cho em luôn nhá. Mã 188 cho em luôn này. Hàng Jojo nó ghi là size số 0. 912 chắc là chị Phan Thùy Dương. Đây, tiếp theo này. Em này xinh quá này. S thôi, 45 đến 50 cân XS và S đấy ạ. 45 đến 50 cân mặc của em này. 45 đến 50 cân có cặp túi nhá. 18 chị Trầm Hương. 550 chốt cho em mã 734. 550 chốt cho em mã 734. Ui lông này đẹp chưa? Thể của nó mít lông cừu nhiều ấy, nhiều lông cừu ấy, mềm lắm mà. Sò vào mịn như nhung luôn. Màu đỏ nhá, bà nào cần màu đỏ lên tay. Màu đỏ lấy ngay cho em. S 45 đến 50 cân mặc của em này. 45 đến 50 cân mặc của em này cho em. 550 chốt cho em mã 903 cho em. Mã 903 cho em này. 550 mã 903 cho em. Đây, tiếp theo nó rút eo được chị nhá, rút eo này. Eo sau 188 với 18 là 1. Đây rút eo này. Đó. Size S em phải giáo khoác cho một cái XS và S 40 50 cân. Đấy chị ơi. 40 50 cân giáo khoác này. 40 50 cân này. 550 chốt cho em mã số là 660. 903 chốt cho chị Sinh Bùi Thị. Mã 660 cho em nhá. 550 chốt cho em mã 660 này. Quả tem mát nó đây là biết rồi. Quả tem mát to đùng luôn này. Em hàng Paris, mọi người nhớ hàng Etude của Paris. Hàng của Pháp. Đây ạ. Em này hàng của Pháp nha mọi người ơi. Em này hàng của Pháp chuẩn xịn này. Màu kem siêu xinh. Size M 50-55 cân dáng ngắn ạ. 50 tầm độ 55 cân. Ai thích dáng ngắn hẳn thì lấy này. 50-55 cân nhá. 550 hàng của Pháp. Mã 914. Hàng của Pháp, hàng của Mỹ thì không thể coi thường luôn nhá mọi người nhá. Nó đỉnh lắm luôn á. Bất kể sản phẩm gì. Chung là Pháp nó là gọi là kinh đô thời trang mà. Nó rất là đỉnh luôn. Tất cả mọi thứ đều xuất sắc luôn. Kể cả từ kiểu dáng đến màu sắc cho em luôn. Size S này hàng của Hàn. Một em size S hàng của Hàn cho em nhá. Cổ 3 phân, 45 đến 50 cân màu xanh nhạt cho em này. 45 đến 50 cân cho em. 550 chốt cho em mã 739 cho em luôn. Mã 739 cho em luôn nhá. 550 mã 739 cho em này. Tiếp một em phối màu này. Một em phối màu cho em nhá. Ai mà kiểu chơi màu thì những em này size M cho em 4853 cân. 914 cho chị Khanh Bình Nhí. 4853 cân mặc của em này này. 48 đến 53 cân thì lấy em này. 550 chốt cho em mã 740. Mã 740 cho em luôn nhá. 740 này. Đây tiếp theo này mà em tiếp màu ngọc ngọc. À màu kiểu à, kem kem sữa sữa này. Đây. Trời ơi chúc mừng chị luôn. Đấy là hàng Pháp đó chị ạ. Nhận hàng kiểu chị sẽ thấy rất là thích luôn. Em này ạ. M lớn và L 53 60 cân đây ạ. Dáng suông nhá. 53 60 cân mặc của em này. 53 60 cân mặc vừa em này cho em luôn này. 550 chốt cho em mã 836 để mã 836 cho em luôn. 836 là 836 cho em này, một em xanh rêu này. Một em xanh rêu dáng dài một chút nhá mọi người nhá. Ui em ấm thế, mặc lên ấm lắm à. Đây này chị này, dáng dài hẳn cho em này. Em này ạ, M 50 tầm độ 55 cân lấy mày ngay cho em, quá đẹp luôn ấy. 50 55 cân, 550 chốt cho em mã 956. Dáng ba rất nhưng lại không phải bình thường nhá, mặc ai mặc lên cũng đỉnh luôn nhá. Mã số là 936 cho em luôn. Mã 936 cho em này. Đây tiếp này, 739 cho nó chị Ngọc Dương. Một em cái màu của là hơi màu kiểu gì à, màu hơi xám nhẹ. Hơi màu xám nhẹ, size S dáng dài, 45 đến 50 cân ạ. 45 đến 50 cân, 550 chốt cho em mã 957. 550 vừa nhẹ vừa đẹp, mã số là 957 cho em luôn nhá. Mã 957 cho em luôn này. 957 màu chuối cho em. Một em màu kiểu màu xanh cố chuối cho em nhé mọi người nhá. Em này size to. Ô, em này không chị. Màu nhỏ 4853 cân thôi. 48 tầm 53 cân này. 4853 cân dáng ngắn cho em. 550
chốt cho em mã 958. Mã số là 958 cho em luôn nhá. Mã 958 này, màu nâu nhạt này. Màu nâu tây dáng nhạt nhạt này, em này cũng dáng ngắn luôn. Nhưng mà size to. Em này tầm độ XL, 2XL nhá. XL, 2XL là tầm độ từ 60 hoặc 70 cân mặc vừa em này. 60 70 cân mặc vừa em này cho em luôn. Hoặc ai thì đang rộng thì size L thì là mặc ok rồi. 550 chốt cho em mã 138. 550 chốt cho em mã số là 138. 936 cho chị dùng đi. Mấy màu cam này. Ôi đẹp quá trời quá đất luôn này. Đẹp thế này chứ lại. Em này không chảnh thì không biết lấy em nào các chị nhá. Em này không chảnh thì thôi lại. Size M, chuẩn M thì lấy em này. 50 tầm độ 55 cân. Thích những lượng như em thì size S mặc thoải mái thì nó rất là đẹp, lên form cực kỳ chuẩn. Cứ dưới 55 cân mặc của em này cho em. 550 chốt cho em mã 963 này, không đẹp thì thôi nhá. Mã 963. Em đấy mà các chị không lấy không biết lấy em gì luôn. Em đấy quá đẹp rồi, quá xuất sắc rồi. Đây, họa tiết kẻ nhé. 957 cho nó chị Thanh Huyền Pha. Đây là cái gì này? Một em màu xám cho em luôn này. Một em màu xám kẻ nhá. Và tiết kẻ rất là nhẹ thôi. Em này L luôn, 55 đến 60 cân ạ. 55 đến 60 cân mặc vừa em này. 550 chốt cho em mã 296. 963 cho nó chị Đoàn Trường Giang. Mã 296 cho em luôn nhá. Mã 296 cho em luôn này. Màu đỏ mận. Một em màu đỏ mận cho em này. Đỏ mận size to cho em. Em này phải tầm độ L, XL, 60-70 cân mặc vừa em này. 60-70 cân thì mặc vừa em này cho em màu đỏ mận này. 550 chốt cho em mã 246 cho em. 550 chốt cho em mã 246 màu xanh độc này. Xanh lá cho em nhé. Xanh lá cây. Xanh lá cây thực sự rất là hiếm khi có mọi người ạ. Không phải lúc nào cũng có đâu nhá. Có khi mà cảm kiện thì ra được một em màu xanh lá cây thôi. Không gian nào luôn, anh sẽ thích dành màu này thì lấy ngay. Size M và L nhỏ, 53-57 cân mặc vừa em này. 53-57 cân nhá, màu xanh lá cây cho em này. 550 chốt cho em mã 327, form dáng rất đẹp. Mã số là 327 cho em luôn. Mã 327 này. Một em màu xanh nhạt cho em. Một em màu xanh nhạt cho em này. Xanh nhạt rất là nhiều, sau lưng em thích kiểu dáng hơi sau lưng này. À, em này ạ, em này size chuẩn S, 45-50 cân thôi ạ. Ui, em này còn mới nguyên chị nhá. Em này còn chưa cắt xiết túi đúng không chị này. Còn chưa cắt xiết túi hai bên, em này còn mới nguyên đấy mọi người ạ. 45-50 cân, thích màu nhẹ nhàng thì lấy này đi. 45-50 cân thì mặc vừa em này cho em, thì dáng chảnh quá. 327 cho ra chị Dung Hồng. 550 chốt cho em mã số 55, mất tác này. 550 chốt cho em mã số là 55 cho em này. Một em màu tím nhạt nhá. Một em màu tím nhạt nhạt nhẹ nhàng. Mấy em tím nhạt này, ai thích dáng dài hẳn, dáng dài, ớt là dài thì em này cho em 55 cho nó chị là... Bùi Anh. Còn mới nguyên tem mát nhá, mã vạch thứ mọi thiết tầm hàng này, mã vạch các thứ này, đó. Còn mới nguyên tem mát, em này M lớn và L, 53-60 cân này. 53-60 cân cho em, 550 còn mới nguyên nhá, mã 270 còn mới nguyên cả tem mát luôn ý. Mã số là 270 cho em. Mã 270, ui chất mịn đấy nhở, mịn như nhung này. Mịn mua bé thế này, tội gì mà không mua đúng không? Mặc đẹp chứ. Màu thì nhã nhặn này, dáng thì đẹp này, chất thì mịn quá đỉnh, đỉnh của đỉnh luôn. Size M, 48-53 cân. 48 tầm độ 53 cân, dáng không quá dài giữa đùi của em thôi nhá. 550, mã số là 309. 550, chốt cho em mã 309 cho em. 403 đâu rồi? Hay là 403 hay nhỉ? Đây, tiếp này, màu xanh này. Đây, tay này. Tay chuông chuông nhá. Đây này, đẹp chưa? Này, đó. Tay chuông chuông. Size SM, 48 tầm độ 53 cân. 48 tầm độ 53 cân mặc vừa nhà em này, em này dáng quá chảnh luôn ấy. 550 chốt cho em mã số là 502. Mã số là 502 cho em luôn này. Mã 502 cho em luôn nhá. Đây này có thêu này. À, có thêu thì lấy này đi, màu đỏ cho em có thêu này. Hai bên thêu tay này. Thêu tay này. Đó. Size chuẩn S nhá, 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 45 đến 50 cân thì mặc vừa em này cho em ạ. 45 đến 50 cân. Bán em này 550 chốt cho em mã số là 337 cho em. Mã số là 337 ạ. 550 chốt cho em mã số là 337 này. Màu xanh tím than. Có màu nào cho 4 cân không ạ? 4 cân là chỉ 4 cân chỉ là XS thôi nhá, để em tìm nhá. 4 cân chỉ cao bao nhiêu ạ?
Nếu mà chị thấp thấp thì lấy sẽ thì mặc thoải mái mà. Nếu mà chị mà thấp thấp khoảng 337 cho nó chị Thanh Nguyễn. À còn mới nguyên tem mát này. À em còn cả nguyên đai này. Còn mới nguyên đai size L, 55 đến 60 cân mặc vừa em này, kèm đai này. 55 đến 60 cân bên ngoài nhìn như đen không phải, nó là màu xanh than nhá. 550 chốt cho em mã 181. Giá này quá đẹp. Mã 181. Nếu mà chị nhỏ nhỏ thì chị lấy size S thôi, chị lấy những em kiểu như này này. Nếu mà người chị thấp thì chị lấy em này thoải mái. Ui, em này sẽ to rồi. Em này nó nghiêng về dòng dáng kiểu oversize rồi, form oversize rồi. Em này nó nghiêng về form dáng kiểu oversize cho em nhé mọi người nhá. 1m55 muốn thân chị lấy cho em size S được mà. Chị lấy size S bình thường rất là ok mà, sẽ thật là ngắn ấy. Em này nhá, em này size to lắm, phải tầm độ L, XL ấy ạ. 55, từ 60 đến 70 cân. 550 mã số là 347. Nó là form kiểu oversize, size to ạ. Mã 347 cho em luôn nhá. Chị dáng ngắn size S đúng không? Để em tìm nhá. Xanh rêu tiếp này. Xanh rêu cho em. Xanh rêu đây ạ. Một em xanh rêu này, size M, chuẩn M. 50 tầm độ 55 cân thì lấy này cho em đây ạ. 50 tầm độ 55 cân thì lấy này. Dáng của nó dáng đai rơi nhẹ nhá, xanh rêu. 550 chốt cho em mã 288. Mã số là 288 cho em nhá. 550 mã 288 này, màu vàng. Chị lấy này đi này. Dáng ngắn đây này. Em này nhá, hàng Vogel. Một em hàng Vogel này, dáng ngắn này. Đây, chị nào XS hay S thì lấy này, vừa hỏi rằng ngắn ngắn 44 cân thì lấy này cho em nhá. Chị nào người nhỏ nhỏ dưới 50 cân thì lấy này, từ 40 đến 50 cân thì lấy này cho em này. Thấp mà cũng được thoải mái luôn. Em này ạ, 550 chốt cho em mã 135. Mã 135 nhá, 550 mã 135 là ngắn đấy. Đấy đấy. Mã 135 này, màu cốm cốm xinh này. Màu cốm cốm chuối chuối nhá. Túi mít họa tiết kiểu blueberry luôn. Em này ạ, ML 50-57 cân ạ, màu quá xinh ý. 50-57 cân nhá, giá của nó là dáng suông như này này. 550 chốt cho em mã số là 109. Mã 109 cho em. 550 mã số là 109 này. Mã màu nâu tiếp này. Một em màu nâu cho em. Có sẵn tay tay nhé mọi người nhá. Em này giá cũng hay. Em này giá cũng hơi cung tay một chút. Dáng hơn kiểu trẻ trung ấy. Em này nó dáng kiểu trẻ trung cho em mọi người nhá. Size SM 45 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. 45 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. 550 chốt cho em mã 134. Mã 134 cho em này. 550 thôi. Mã số là 134 cho em này. Màu đen đây này. Lên màu đen mọi người, màu đen thì lấy này nhá. Mọi em màu đen size S thì phải. Một em màu đen size chuẩn S cho em 45 đến 50 cân nhá. Em này không có đai ạ. 45 đến 50 cân cho em mít đai tay. Dạ này nó là dạ handmade cho em mọi người nhá, dạ cao cấp luôn ấy. Dạ handmade 45 đến 50 cân này. Dáng dái bụng chân. 550 chốt cho em mã 981. Dạ ép lông cừu một lớp handmade nhá. Mã số là 981 cho em luôn. Mã 981 cho em luôn này. Đây, mời em tiếp theo này. Dạ, lấy em màu cam này đi. Lấy màu cam cho chị đi. Đây màu cam này. L 55 đến 60 cân mặc vừa em này nhá. 55 đến 60 cân. 550 chốt cho em mã 794. 550 chốt cho em mã 794 cho em luôn này. Em này size S này. Em này XS. Là được không á? Cái này mọi người mang ra hàng nhá. Cho chị Nguyễn Thị Hoa. Cái này mọi người mang ra hàng để người ta là kiểu cái chuyên dụng ấy, chứ mình không biết là em sợ nó bị cháy đấy. Tất cả những sản phẩm cao cấp đắt tiền ấy, mọi người nên mang ra hàng gặp rũ rồi là lên rồi là ở hàng hết mọi người. Đừng tự làm, nếu mình không biết thì đừng tự làm. Hỏng rất là tiếc ấy, thực sự rất là tiếc luôn. Và những cái áo này mình khi mình hỏng mình muốn mua lại khác không mua được ấy, không thể có những ưng được như thế ấy. Nên các chị đừng làm ở nhà nhá, mua mà giặt hàng mấy chục nghìn thôi. Em này tiếp này. Em này ạ. LXL. LXL 55 đến 63 cân mặc vừa em này, 55 đến 63 cân nhá. 550 chốt cho em mã 964. Mã 964 kèm cho con nào đấy. Em không là không tìm con nào kèm ở đây luôn á. Đây. Con hàng ấy sao nhìn được? Đây, tiếp theo chị này. Em này này xinh chưa? Em này màu nâu nhạt nhá, size S. 45 đến 50 cân ạ. 45 đến 50 cân mặc vừa em này cho em này. 550 chốt cho em mã 351. Dáng quá xinh. Mã số là 351 cho em. Em kẻ này à? Em kẻ này. Đấy. Cái này em không nhìn được kìa. Không thể nhìn được luôn ạ. Đây, tiếp theo này.
đây, kẻ đây màu xanh than nhá. Size L 55-60 cân mặc vừa em này đấy ạ. Size chuẩn L này 55-60 cân thì mặc vừa em này cho em màu xanh than nhá. 550 chốt cho em mã số là 314 cho em. Mã 314 550 chốt cho em mã số là 314 cho em luôn. 314 tiếp này. Một em màu kem tiếp này. Bốn da da ấy mọi người. Một em màu da này, tem mát này, xịn sò chưa? Này, tem mát tiếp cho em này. Tem mát luôn này, hàng của Hàn nhá, tem mát cổ các thứ này. Hàng của Hàn cho em size M, 50 tầm độ 55 cân. 50 tầm độ 55 cân này, dáng dài hẳn thì lấy này cho em nhá, thì mình đi lại cái màu rất là đẹp và nó cũng rất là sang ấy. 550 chốt cho em mã số là 123. Mã 123 này. 550 cho em, mã số là 123. Một em xám lông chuột này. Một em xám lông chuột cho em. Size to hẳn nhá. Xám lông chuột ạ, size L và XL từ 55 đến 65 cân mặc vừa em này. Xám lông chuột 55 đến 65 cân. 550 chốt cho em mã 187. Mã 187 cho em 311 cho chị Ngọc Sương. Đây này, thích giá ngắn hẳn đến eo lấy em này này. Mặc hai kiểu được, một là các chị choàng choàng nhẹ được, hai là chị mặc hẳn cho tay là cũng được. 1, 2, 3 cho là chị Chi Lan. Em này ạ, size SM 45 tầm độ 55 cân, 550 chốt cho em mã 977 chị có gì cơ? Nên một cái sữa. Kem sữa ok chị, mã 977 cho em. Đây. Thấy cái gì comment lên cho em nhé, để bạn đọc lên thì em sẽ đáp ứng mọi người luôn. Đây, chị tiếp theo này. Hồng thì sợ không còn nhiều ấy mọi người ạ. Còn ít thôi để em cố lên nhá. Size S này 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân mặc vừa em này cho em này. Màu kem kem sữa sữa nhá. 550 chốt cho em mã 128. Mã 128 cho em luôn này. Em này hồng hơi hơi hồng tí một chút xíu này. Sợ không có 60 cân cho mọi người màu hồng ấy. Đây tiếp này. Hồng tiếp này, hồng tím này. Em này cũng chỉ size S thôi, 45 đến 50 cân thôi ạ. 45 đến 50 cân đến đúng đầu gối của em này. 550 chốt cho em mã số 13. 550 chốt cho em mã số 13 cho em luôn này. Mã 13, hồng có lắc vàng cho chị luôn đấy. Hồng có lắc vàng cho mọi người luôn nhá. Dáng ngắn em này lò chị vừa này chị này. Em này lò nhá, 55 đến 63 cân đầu vừa như em này. 55 đến 63 cân màu hồng có lắc vàng cho em. 550 chốt cho em mã 155. Mã số là 155 cho em luôn này. Mã 155 cho em màu xanh rêu nhá. Mà em xanh rêu cho em. Một em xanh rêu size chuẩn M 50-55 cân nhá. Xanh rêu size M ạ, 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. 550 chốt cho em mã 276. Mã số là 276 cho em luôn nhá. Mã 276 cho em này. Đây, màu da da nút nút này này. Em kem nút nút phía sau. Không phải em. Con này à, chị con này khẻ đâu. Mặc thử bông mận ở ngoài đi em. Em này đấy ạ, em này nhá, em này này hai bên có mít túi cho em rất là cute, size M luôn, 4853 cân, 550 chốt cho em mã 5 1 2 3 cho nó chị Ngọc Sương, một mặt đây đúng không chị, mã 595 này, em này có lắc vàng nhưng bị cắt mất rồi mọi người này, có lắc vàng ở đây nhưng bị cắt mất rồi nhá, nó bị kiểu vừa là đứt hai cắt tại vì kiểu là khi mà ép kiện ấy nó rất là dễ mắc vào nhau, rất là dễ đứt ý. Em này này cho chị màu mận này, dáng của nó là dáng kiểu cổ của 3 phân nhá. 45 đến 50 cân thôi ạ. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 550 chốt cho em mã 969 cho em. Mã số là 969. 550 mã 969 cho em luôn này. Tem mát dài loang ngoằng cho mọi người luôn, size M. Màu xanh dê, à màu xanh coban, xanh than đấy. Xanh than chì nhá. Một em màu xanh than chì cho em luôn này. Chì sao chì cho chị Hoàng Dung đó. Size M, 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này cho em này. 550 chốt cho em mã 145. Mã 145 cho em luôn. Mã 145 này, đáng ngắn tiếp này. Trời ơi, hàng luxury mọi người nhá. Hàng cao cấp luxury nhá. Line luxury. 595276. Em này ạ. À. Lò, 55 đến 60 cân mặc vừa em này. 55 đến 60 cân mới vừa em này cho em nhá. 550 dáng ngắn, mã số là 972 ngắn đến 115 cho nó chị Phùng Lan. Ngắn đến eo lên đấy nhá. Mã 972 này em này dáng như dáng tép này, ăn à, khỏi dáng kép lấy những em này. Cần cái dáng kiểu kép kép là bánh bèo một chút thì lấy những em này. Màu xanh than tiếp này.
Đây, 45 đến 50 cân mặc vừa em này nhá. 45 đến 50 cân dáng ngắn luôn. 550 chốt cho em mã số là 140 dáng quá xinh luôn, mặc em này nhá, xong mặc mất cả kiểu quần dạ này, bốt đùi trong đội mũ ấy, xinh lắm ấy. Mã 140 cho em luôn nhá. Dáng ngắn cho em luôn này. Một em dáng ngắn màu xanh than cho em luôn. Dáng ngắn màu xanh than cho em. Đây, tiếp theo này. Đây cái này các chị nhá, cài đai cho em này. Đây ạ. À. Nó sẽ cài đai này cho em mọi người nhá. Size L, 55 đến 60 cân của em này. Chị Nguyễn Hân. 55 đến 60 cân nhá. 550 chốt cho em mã 127. 550 chốt cho em mã 972 cho chị Hương Nguyễn. Mà em size M này. Em này size chuẩn M này. Em cho chắc nhá, em thì lưu đơn nốt từ đây chị Hương Nguyễn nhá. 50 tầm độ 55 cân nhá, một dáng dài hẳn cho em luôn này, màu xanh than dáng dài hẳn. 50 tầm độ 55 cân thì mặc vừa em này cho em này. 550 chốt cho em mã số là 130. 550 chốt cho em mã 130 cho em luôn. Mã 130 cho em này. Màu đỏ cho em này. Một em màu đỏ cho em nhá. Này, tem mác này. Xịn chưa? Nhìn tem mác xịn rồi này. Này, tem mác nhá, size số 36, size S cho em. Không, em này phải M, SM. 48 tầm độ 53 cân cho em. 48 tầm độ 53 cân mặc vừa em cho em nhá. Màu đỏ cho em luôn này. 550 chốt cho em mã 293. 550 chốt cho em mã 293 cho em này. Màu vàng nghệ này. Có lắc vàng ở cổ luôn. Vàng nghệ có lắc vàng. Size M lớn 53 57 cân ạ. 53 57 cân mặc vừa em này. 550 có lắc vàng luôn. Mã số là 978 cho em nhé, lắc vàng này. Mã 978 cho em. 293 cho nó chị Hiền Nguyễn. Một em màu xám ạ. Ghi xám nhá. Hơi ghi đá một chút, size XS thôi. 40 50 cân mặc vừa em này. XS và S 44 cân lấy này đi. 40 50 cân thì lấy này cho em luôn. 550 chốt cho em mã 979. 550 mã 978 cho nó chị Hiền Nguyễn. Này màu vàng, à màu đen các chị tiếp. Màu vàng. Màu đen cho các chị này. Màu đen các chị nhá. Em này nghiêng về dòng size to xem nào. Em này size to rồi. Em này từ 65 70 cân mặc vừa em này. 65 đến 70 cân dáng suông thôi nhá. 550 mã 980 size to này em này đi. Màu đen gọn người lắm. Mã 980 này. Dáng ngắn nhá, màu đỏ mật dáng ngắn đấy đúng eo ấy, nó không phải là quá dài đâu. Chứ thích dáng ngắn hẳn thì lấy em này đi nhá. Ngắn hẳn đây. ML 50 60 cân đấy ạ, hoặc chiều S có thích hợp thằng rộng của em này cũng xinh. Dưới 60 cân là vừa, trong khoảng dưới 60 cân là vừa hết. 979 cho nó chị Thu. Dưới 60 cân là vừa nhá. 550 mã 982. 550 mã 982. Ui, con ơi xinh thế nhở. Con ơi dáng xinh đã mang mọi người này. Dáng nó xinh lắm này, đằng sau đai dơ cho em. Đai dơ nhá, size S. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 45 đến 50 cân ạ. 550 chốt cho em mã 983. Mã số là 983 cho em luôn này. Ui, màu xanh này đẹp này. Xanh này nó hơi kiểu xanh ngọc rồi. Hơi xanh ngọc một chút nhé. 982 cho chị Huyền Nguyễn. Dáng vét ạ. Dáng vét cho em luôn. Size M 48 tầm độ 53 cân ạ. Dáng chuẩn vét 48 53 cân. Dạ nhá, dạ handmade cho em luôn này. 550 chốt cho em mã 918. Mã 918 cho em luôn. Mã 918 này, xanh lá này. Xanh lá size S 45 đến 50 cân cho em này, cổ 3 phân. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 550 mã số là 139 cho em. Mã 139 cho em luôn nhá. Màu đen cho em này. Yeah. 983 cho nó chị Vũ Nga. Dây đai kèm eo luôn nhá. Em này ạ, size M và L nhỏ, 53 57 cân. Dây đai kèm eo luôn. 53 57 cân này, dáng áo váy dây đai kèm eo luôn. 53 57 cân nhá. Màu đen. 550 mã 126. Mã 126. Ui, màu đẹp chưa này. Cái màu đẹp dã man luôn ý. Màu đẹp kinh khủng. Size S cho em nhá. XS và S 40 50 cân thôi ạ. 40 50 cân thì mặc vừa em này cho em luôn. 550 chốt cho em mã 141. Mã 141 cho em. 550 mã 141. Màu hồng này, hồng tím này. Hồng tím nha mọi người. Đây, hồng tím cho em này. Một em màu hồng tím size M. 48 tầm độ 53 cân, dáng ngắn hẳn đấy ạ. 48 đến 53 cân. 550 chốt cho em mã 142. Mã 142 cho em nhé. 550 mã 142. Màu đỏ cho em. Một
em màu đỏ. 918 cho chị Phan Thùy Dương. Đây em màu đỏ này. Mời em màu đỏ cho em nhá. Em này phải tầm độ XL và 2XL, khoảng tầm độ từ 60-70 cân dạ handmade cho em này. 60-70 cân dạ handmade cho em nhá. 550 chốt cho em mã 143. 550 chốt cho em mã 141 cho chị Điền Anh Đào. Này đẹp chưa? Màu xanh cho em nhá, xanh cổ vịt này. Một em màu xanh cổ vịt. Size S thôi, 45-50 cân thì lấy này dáng tay lửng nhá. 45-50 cân này dáng tay lửng cho em. 550 chốt cho em mã 124. 550 ạ, chốt cho em mã số là 124 cho em luôn nhá. Mã 124 cho em luôn này. Em chốt em mã 124 cho em. Các chị cần màu gì hay cái gì cứ bảo lên cho em nhá, để em dễ dàng lên chị hơn nhá. À, màu đen dáng dài này. Ai hỏi màu đen đây? Màu đen dáng dài có kèm sẵn đai cho em luôn ấy. Dạ handmade thì phải. Đây, một em màu đen dáng dài có kèm sẵn đai nhưng size to nhá. Phải thoải mái cho em từ 65 đến 75 cân mặc với em này. 65 đến 75 cân mặc với em này cho em này. 550 chốt cho em mã số là mã số 1 rất tát. 550 chốt cho em mã số 1 cho em luôn này. Mã số 1 của em size nó kìa size lò, thêm không đến size lò đâu vì nó rất là nhỏ. Form nó nhỏ lắm, màu đỏ mận. Size chuẩn S 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 45 đến 50 cân mặc vừa em này cho em này. 550 chốt cho em mã 192. Mã 192 cho em. Mã 192 cho em luôn này. Đây và em tiếp theo này. Màu xanh cho em nhá. Một em màu xanh cho em ạ. Một em màu xanh cho em nhá mọi người nhá. Em này màu xanh hơi kiểu xanh lá mạ một chút. Size S thôi, 45 đến 50 cân mặc với em này. 45 đến 50 cân này. 550 chốt cho em mã 793. Mã số là 793. Ôi, màu đẹp thế. Màu sáng dáng ngắn á. Em sợ không còn không còn nhiều ấy. Dãy này còn dáng ngắn, dãy khác còn dáng dài mọi người ạ. Em này tiếp này, em này màu 50-55 cân nhá. 50 tầm độ 55 cân, màu xinh quá. Màu hơi hơi xám xám một chút, xám xanh nhá. 550 mã 799. 550 mã 799 cho em luôn này. Và em tiếp theo này xanh rêu cho em. Dáng quá chảnh luôn. Xanh rêu dáng cực chảnh này. Em này ạ, à, M và L 50-57 cân. 50, không em này 50 tầm độ 55 cân thôi. 50 tầm độ 55 cân mặc với màu xanh cho em dáng chảnh kinh khủng này. 550 mã số là 709 cho em. Mã số là 709 cho em nhé. 550 mã 709 cho em luôn này. Size chuẩn M này. Mà em màu xanh nha, xanh kiểu xanh màu than trì nhá, màu kiểu than trì cho em này. 50-55 cân này, cổ bè ạ. 50 tầm độ 55 cân kiểu dáng hơi hơi cổ yếm một chút nhá. 550 chốt cho em mã 883. Mã số là 883 cho em luôn này. Mã 883. Mời em tiếp theo lại. Phối màu. Bên ngoài của nó là màu xám nhưng bên trong là màu xanh cho em. Cổ là cổ rất hiếm nhưng em cổ tròn thôi. Size S 45-50 cân. 550 chốt cho em mã số là mã số 8. Rất ít nhưng em dạng cổ tròn nhá. Em cổ tròn cho mọi người, cái màu cam này. Bây giờ toàn các chị cần thì cổ bẻ các thứ đó, không ít thì cổ tròn đúng không? Lấy em ấy là ai cần cổ tròn thì lấy này đi này. Dáng cổ tròn cho em size XL 60-65 cân. 550 chốt cho em mã số 42. 550 chốt cho em mã số 42 cho em. Mã 42 màu đỏ cho em luôn này. Một em màu đỏ cho em. Em này chất kiểu như kiểu chất lông ấy, một cái mic lông ấy, rất là mềm và rất là sáu, rất là mịn nhá. Em này size M lớn 50 tầm độ 55 cân. 709 cho 550 mã 774. 550 mã 774 cho em. Mã 774 cho em luôn này. Hàng xuất phát không chị nhá, hàng của Pháp lấy đi. Mà hàng hiệu của Pháp Paris này. Đây, hàng của Pháp xịn quá, chất nó mịn và nhẹ tênh. Đúng hàng Pháp khác mịn và nhẹ tênh nhá. Mic đai này, size M lớn 53-57 cân ạ. 53-57 cân cho em nhá, vừa nhẹ vừa ấm luôn ấy. 550 chốt cho em mã số là 55. 550 chốt cho em mã số là 55 cho em luôn này. Mấy em màu đỏ size M. Một em màu đỏ size M, 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. 50 tầm độ 55 cân này. 550 chốt cho em mã số là 140. Mã 140 cho em luôn nhá. 140 màu xanh. 83 cho chị Nguyễn Hân.
một em màu xanh cho em luôn này. 55 cho nó chị Trầm Hương. Size chuẩn S 45 đến 50 cân cổ tròn. 45 đến 50 cân nhá. 550 mã 796. 550 chốt cho em ổn đẹp hết. Mã 796 màu xanh cổ vịt này, dáng ngắn này, à dáng ngắn đây này. Một em màu xanh cổ vịt em này nhá, nó thực sự là nó rất là tôn da luôn ấy, màu nó rất là nhẹ nhàng. Em này size S 45 đến 50 cân cho em, dáng ngắn. 45 đến 50 cân nhá, 550 mã số là 655. Mã số là 655 cho em. 655 của em màu đen này. Một em màu đen cho em. Một em áo màu đen cho em nhá, size M lớn, 53 57 cân mặc vừa em này. 53 57 cân mặc vừa em này cho em màu đen nhá. Em này bán luôn với giá là 550. Chốt cho em mã 928 cho em luôn này. Mã số là 928 cho em luôn nhá. Mã 928 cho em luôn này. 796 cho đó chị Thanh Huyền. Một em màu xanh rêu. Xanh rêu em nghĩ kèm đai phải. Này các chị này, em này nhá, xanh rêu này, mix đai rơi cho em. Thanh Huyền đi bao luôn. Xanh rêu mix đai rơi, em này thoải mái size M và L, 50 60 cân mặc quần em này. 50 60 cân mặc quần em này cho em luôn nhá mọi người nhá. 550 chốt cho em mã 798. 550 chốt cho em mã 798 cho em. 798 chút này. Màu kem. Trắng trắng kem kem nhá, cái màu này mặc lên sáng ra kinh khủng, chuẩn S 45 đến 50 cân nè. Ui, đẹp thế. 45 đến 50 cân thì lấy này ngay cho em, chuẩn 7, S lấy này ngay. Chị Nguyễn Hân. 550 mã 797 mặc lên mọi người. Trắng bóc luôn. Mã 797 này. Đây, ai dáng ngắn đây? Ai hỏi dáng ngắn đây? Màu nâu nhá. Em này ạ, size SM dưới 55 cân mặc vừa em này, tay chung chuông này, dưới 55 cân, dáng ngắn, 550 chốt cho em mã số 4. Mã số 4. 797 cho đó chị Hiền Nguyễn. Mã số 4 cho em luôn. Trắng quá đẹp chị Hiền ạ, em trắng đẹp lắm, mặc lên trông nó gọi là sáng bừng khuôn mặt luôn ạ. Đây, tiếp theo này, em này cũng chuẩn S này. 45 đến 50 cân, màu tím hồng nhá. 45 đến 50 cân chuẩn S, 550 mã 766. 550 chốt cho em mã 766 cho em luôn. Mã 766 này mấy màu đen này. Màu đen chất dày dặn nhá mọi người nhá. Một em màu đen chất dày dặn cho em. Em này chỉ size S thôi, 45 nhìn to ạ, chỉ S nhá. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 45 đến 50 cân, 550 chốt cho em mã 716. 550 chốt cho em mã 716 cho em luôn. Mã 716 cho em luôn nhá. Màu hồng này. Hồng đậm này. Dáng cổ tròn cho em. Dáng cổ tròn nhá. S thôi, 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân, 550 mã 971. Ai thích màu nổi thì lấy em này. Mã 971 cho em luôn. Size S màu xanh rêu nhá. Size S cúc bấm màu xanh rêu này, dáng đai rơi này. Size chuẩn S 45 50 cân XS của em này, 40 50 cân là vừa nhá, dáng ngắn hẳn cho em. 40 50 cân, 550 chốt cho em mã số là 661. Mã số là 661 cho em. 550 chốt cho em mã 661 này. Dáng kiểu cổ khăn cho em này. Dáng kiểu cổ khăn cho em đây ạ. Dáng kiểu cổ khăn nhá mọi người nhá. Đây, sẽ như này. Đây ạ. Dáng kiểu hơi cổ khăn chảnh chảnh một chút xíu này. M và L 50 60 cân. 550 mã 741. 550 này, mã 741 nhìn này, còn mới nguyên cả tem mác cho em luôn nhá. Mã 741, 550 cho em. Một em màu xám lông chuột đây ạ. Em này hàng hiệu xịn thì cắt tác mọi người nhá. Hàng hiệu xịn thì cắt tác mất size M. Thường thường cứ hàng hiệu sẽ hay cắt tác bởi vì người ta không muốn để lộ cái thương hiệu ra ngoài mọi người. Em này size chuẩn M, 50 tổng độ 57 cân. 50 57 cân này, màu xám lông chuột cho em luôn nhá mọi người nhá. Em bán cho em này với giá là 550. Chốt cho em mã 804 kèm đai tay luôn. Mã 804 nhá, cả đai tay cho em này. Màu đen cho em tiếp này. Mấy màu đen, size 36, size M luôn. M nhỏ này. Em này nhá, 48 tổng độ 53 cân luôn. Em chỉ S thôi, thực sự em này chỉ S thôi, không mọc mọc được. Em này chỉ S thôi nhá, 45 đến 50 cân luôn mọi người ạ. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 45 đến 50 cân. 550 chốt cho em mã 817. 804 cho chị Hiền Nguyễn. 550 chốt cho em mã 817 cho em luôn này. Một em tiếp theo này, màu màu mận mận. Mấy màu mận này. Màu mận cho em nhá. M 50 tổng độ 57 cân.
50, 57 cân, 550, mã số là 882. Mã số là 882 cho em lại một em màu xanh. Một em màu xanh rêu cho em. Đây. Em này nhá. M nhỏ 4853 cân thì lấy em này. 48 tổng độ 53 cân lấy em này, 550 chốt cho em mã 780. Mã số là 780 cho em thắng. Mã 780 cho em nhá, màu cam này. Một em màu cam cho em, à màu nâu cam cho em. Đây, màu nâu cam của chị này, size to một chút nhá, size M. 50 tổng độ 55 cân. Màu nâu cam dáng dài hẳn cho em nhá. 550 chốt cho em mã 453. Mã số là 453 cho em luôn này. Không còn nhiều, à, nhìn thấy không còn nhiều vì dãy này của nó là dãy của là móc mỗ không còn. Móc mỗ đang được nhiều mọi người nhá, được ít thôi. Đây, cổ tròn màu tím nhạt cho em này. Cổ tròn màu tím nhạt cho em. Đây, cổ tròn màu tím nhạt size S nhá. 45 đến 50 cân thôi. Em phải 40 50 cân đấy. 40 50 cân. 550 mã 791. 550 mã 791 cho em này. Màu đen cho em nhá. Một em màu đen. Chắc là phải 15 phút nữa là hết rồi mọi người nhá. Đây, màu đen cho em luôn này. Một em màu đen, size chuẩn M, 548 tổng độ 53 cân. 48 đến 53 cân màu đen này. 550 mã số là 330. Mã số là 330 cho em luôn này. 330 màu đỏ mận. Một em màu đỏ mận này. Em này size chuẩn L, 55 đến 60 cân mặc với này. 52 cho nó chị Phan Thùy. 55 đến 60 cân nhá. 550 mã số là 201 cho em hiện 600 đấy mọi người ạ. Bán hết là 5 rưỡi luôn, đồng giá 5 rưỡi mọi người hôm nay luôn. Này, tiếp màu xanh nhạt, tiếp người đẹp ui cái màu này, yêu dã man luôn ấy. Này, xinh chưa? Chuẩn SXS 40 50 cân trắng lấy mày đi. 40 50 cân nhá, chảnh chảnh tiểu thư thì lấy em này. 550 thôi, mã số là 18. Mã số 18 cho em. Mã số 18 cho em luôn. Cái này tiếp theo nhá, nó ghi XL. Nó ghi là sao XL cho em. Đây, tiếp theo này. Em này ạ, thoải mái cho em, nó ghi là sẽ XL cho em, chỉ khoảng tầm độ M lớn và L. 53 60 cân thôi. 53 60 cân nhá, xanh đậm này. 550 chốt cho em mã 346. Mã số là 346 nhá, 550 cho em mã 346 màu nâu này. Màu nâu nâu cam nhá mọi người nhá. Của em nâu cam. Em này size to hẳn. 201 cho nó chị Phương Tấu. Từ 65 70 cân của em này, 65 70 cân thì lấy em này cho em. 500 nghìn thôi này, mã số là 47. 18 cho nó chị Hoàng Dung Đỗ. Mã số 47 cho em này. Mã 47 này. Em này màu đỏ nha. Màu đỏ mận mận này. Màu đỏ mận có kèm sẵn đai size chuẩn S, 45 đến 50 cân thì lấy này. 45 đến 50 cân màu đỏ mận cho em. 550 chốt cho em mã 261. 550 chốt cho em mã số là 261 cho em luôn này, màu đen cho em luôn này. Một em màu đen XS mọi người nhá. XS và S thì lấy này đi, đẹp thế, màu đen đẹp thế nhở. Cái cổ nó đẹp hơn cái ve cổ đẹp lắm. 40 50 cân cho em đẹp quá. Không nhá chị Ngọc Sương. 40 50 cân nhá, màu đen. 550 mã số là 171. Đẹp luôn đẹp thế. Mã 171 này, 550 mã 171 cho em luôn. Đây, tiếp theo nhá, một em màu xanh. Một em màu xanh, em này có biết là tác đá mọi người luôn. Em này nhá, và tác đá mọi người luôn này. Tác đá này mọi người luôn. Em này ạ, à, thoải mái cho em size S 45 đến 50 cân mix tác đá này. 45 đến 50 cân. Chị Hoàng Dung 550 mã 289. 550 mã 289 cho em luôn. Mã 289 cho em luôn này. Mọi em tiếp màu xanh rêu cho em. Một em màu xanh rêu cho em luôn này. Xanh rêu này, dáng rộng. Size M 50 à 48 tổng cộng 53 cân. 71 cho chị Ngọc Liên. 48 đến 53 cân này. 550 mã 279. 550 mã 279 cho em luôn ạ. Mã số là 279 cho em. Một em tiếp nha, màu xanh tím than. Một em màu xanh tím than này. Size S M nhỏ, 53 cân mặc tới này. Dưới 53 cân tôi nhé, dưới 53 cân là mặc với em này luôn cho em. Màu xanh tím than quá đẹp. 550 mã 298 ạ. Lấy đi cái chị ơi, đẹp lắm. Mã 298 cho em luôn. 298 này là bít tay một chút xíu này. Hình này, bít mắt này, đẹp chưa? L, 55 đến 60 cân mặc với em này. 55 đến 60 cân nhá. 550 mã 219. 550 mã 219. 219 này, tiếp này, xanh than tiếp này.
không phải đen đâu nhá, nó là xanh, màu xanh tím than đấy. Cổ này, kiểu hơi cổ này, mic này. Đây em này ạ. M lớn 5357 cân. 5357 cân dáng bụng chân của em. 550 mã 196. 550 mã 196 cho em. 196 này, màu hồng ruốc này. Màu hồng ruốc size to cho em nhá. Em này size đại ạ. Em này tầm độ từ 70 khoảng à không, là từ khoảng tầm độ 65 75 cân mặc vừa thì em này. 65 75 cân mới vừa này em bán 500 000 thôi. Mã số là 32. 65 đến 75 cân này, mã số là 32 cho em luôn. Em này mic họa tiếp một chút xíu nhá mọi người nhá. Mic phối là hàng của Lily. Hàng Lily là hàng xịn, hàng xuất đấy mọi người. Size của nó là size S, 45 đến 50 cân thì lấy em này. 45 đến 50 cân hàng của Lily nhá. 550, mã số là 137 hàng của Lily này. Mã 137 cho em luôn. Size M màu đỏ. Em chiếu 219. Rồi, 249 cho chị như thường. Size M 48 tầm 53 cân nhá. 4853 cân. Dáng ngắn ạ. 4853 cân này 550 mã 132. 550 mã 132 cho em. Mã 132 này, màu xanh than này. À, màu xanh rêu này. Một em màu xanh rêu cho em nhá. Em này chuẩn M 50 tầm độ 55 cân thì lấy em này. 50 tầm độ 55 cân này, 550 mã số là 343. Mã số là 343 này, 550 mã 343. Màu cỏ cháy mọi người ơi, mọi em màu cỏ cháy cho em, màu vàng cỏ cháy size S. Đây, size chuẩn S này. 45 đến 50 cân màu vàng cỏ cháy nhá, dáng suông ạ, nó không phải là dáng S mà hơi dáng suông một chút. 45 đến 50 cân tay lực. 550 mã số là 90. Mã số 90 em này sang sang đã ra luôn các chị này, em này này. Em màu nâu ở trong sang kinh khủng luôn đấy. Trông phát thì có tiền luôn này. Đây em này này, dáng cổ khăn này. Em này size M thôi nhá, 48 tầm 153, bây giờ dưới 53 cân là vừa. Dưới 53 cân thì lấy em này ngay cho em. 550 chốt cho em mã số 45. 550 chốt cho em mã số 45 này. Một em màu xanh rêu tiếp size S rồi này. Một em màu xanh rêu thì em có nghĩ là size S, em lại phải size M nhá. Đây này, chị đã thích dáng dài hẳn, thích ấm ý. Mùa đông lấy ngay đi, ấm dã man luôn. Nó như một cái chặn, nó quấn kín người đến tận gần mắt chân của em luôn này. Đó, dưới 55 cân mặc vừa em này. 550, mã số là 305 này. Mã 305 cho em luôn nhá. 305 này. Tiếp theo này. Hàng hiện này. Màu này màu gì? Dưới 7 gì? Màu 3 đây. Em này này, em này L nhá, 55-60 cân. 55-60 cân này, 550 chốt cho em mã số 99. 550 chốt cho em mã 99 cái này đúng không chị ơi? Size S phải đúng chị, em phải size S. 45-50 cân thì lấy này. Đây này chị này. 45-50 cân cái màu này quá đỉnh luôn đấy chị ơi. 45-50 cân kiểu màu hơi cổ cháy một chút ấy. 550 mã số là 90 cho em nhá. Mã số 90. Mã số 90 cho em. Xanh rêu này. Xanh rêu cho em. Đây xanh rêu này. Em này M và L 50-57 cân. 50-57 cân mặc vừa em này. 550 chốt cho em mã 163. Mã số là 163 cho em này. Màu hơi nâu nhạt nhẹ. Em 90 cho nó chị Hiền Nguyễn ạ. Nâu hơi nâu đỏ ấy mọi người, hơi nâu đỏ ấy mọi người. Em này này. Em này ạ, size S M nhỏ hơn dưới 53 cân thôi. Dưới 53 cân mặc quần này cho em 48 tổng độ 53 cân nhá. 550 chốt cho em mã số là 35. 550 chốt cho em mã số là 35 cho em. Mã 35 cho em luôn này. Đây size S tiếp nhá. 45 tổng độ 53 bắt đầu, 45 tổng độ 53 cân. 550 mã số là 15. 550 chốt cho em mã số là 15 cho em này. Màu đen hai bên qua đụa chị, hàng hiệu Zara này. Hàng hiệu chuẩn của Zara Basic mọi người nhá. Em này ở đây nó ghi là dạ handmade. Một em dạ handmade Zara Basic này, em này size M của Zara. Màu đen hàng hiệu của Zara nhé, tem mát này. 50 tầm độ 55 cân, 57 cân nữa vừa những em này. 550 hàng của Zara mã 176. Mã 176 cho em luôn. Mã 176 này, màu đen tiếp theo này. Màu đen em nào cũng chất luôn. Chất như nước cất này. Em này tiếp này, size M cho em nhá. 50 tầm độ 55 cân hàng của Mi City phải. Đúng rồi. Em này 50 tầm độ 55 cân ạ. 50 55 cân, 550 mã số là 501.
501. Mã số là 501 cho em luôn này. Mã 501 cho em. Màu xám này. Hơi xám ghi đá một chút. Còn tác cho em luôn, tác hoa cho em. Em này ạ, à, em này từ 60-65 cân thì lấy đi ạ. 60-65 cân nhá, sáng đơn giản nắng xuông thôi. 550 chốt cho em mã số là 357, dạ handmade cho em này. Mã số là 357 cho em. Màu hồng này. Em màu hồng cho em nhá. Màu hồng ạ. Size M lớn 53-57 cân luôn. Tay của dáng tay loe này. Dáng tay loe và dáng xòe áo như kiểu dáng váy mọi người nhá. 53-57 cân, 550 chốt cho em mã 356. Mã số là 356 cho em. Màu đỏ size M. Em này là giống kiểu dáng áo khăn nhá. Giống như là dạng áo khăn đấy ạ. 50 tầm độ 55 cân dạng áo khăn này. 50 tầm độ 55 cân, 550 chốt cho em mã 120 cho em. Mã số là 120 cho em. Ui, màu xanh đẹp quá này. Xanh rêu đẹp quá. Đây, họ thích kẻ nhá. Kẻ cho em này, mic viền này. Size S 45 đến 50 cân thôi. 45 đến 50 cân thì lấy này ngay chuẩn S. 550 chốt cho em mã số 62. 550 chốt cho em mã số 62 cho em. Mã 62 này, màu kem kem này. Một em màu kem size S luôn. Một em màu kem size S, em này có sẵn dây đai kèm eo nhá. Em này ạ. À, em này S đẹp luôn, chị nào chị Hiền lấy này kìa thôi. Em này size chuẩn S này, 45 đến 50 cân thì lấy này nhá. 45 đến 50 cân size chuẩn S cho em. 550 dáng tiểu thư kinh khủng. Mã số là 244. Mã 244 cho em luôn. Mã 244 cho chị Thanh Huyền. Em màu hồng nhạt cho em. Đây, hồng nhạt cho em này, xinh chưa? Hồng nhạt cho em luôn nhá. Em này size S thôi, 45 đến 53 quay đầu, dưới 53 thôi. 45 tầm độ 53 quay đầu, màu hồng này siêu yêu luôn này. 550. 550 chốt cho em mã 456. Mã 456 cho em. 456 cho em. Đây, màu em màu xanh rêu này. Đây này, một em xanh rêu này. Size S luôn. 1 em size S này, 45 đến 50 cân một quần này. 45 đến 50 cân cho chị Hiền Nguyễn. 550 chốt cho em mã 111 em đẹp không chị Hiền Thiên nữa thôi. Mã 111 cho em 550 mã 111. Tiếp này, mời em tiếp size M nhá. Này tiếp này size M cho em. 50 tầm độ 55 cân này. 50 tầm độ 55 cân cho em nhá. 550 chốt cho em mã số là 207. Mã số là 207 cho em luôn. Đây, tiếp theo thì này, đây này. Đây này, lắc vàng cho em luôn này. Một em có lắc vàng cho em nhá. Size S 45 đến 50 cân, ui đẹp thế. 45 đến 50 cân có lắc vàng luôn. 550 mã số là 269 lại ạ. À, 269. Đây chị ơi, hàng của Zara đúng không? Em hàng của Zara size M này. Hàng của Zara size M nhá. 50 tầm độ 55 cân cho em. 50 tầm độ 55 cân của Zara. 550 mã 176. 550 chốt cho em mã 176 cho em luôn. 176 này, mà em tiếp size M luôn, xanh rêu. Size M xanh rêu này. 50 tầm độ 55 cân nhá. 50 55 cân cho em. 550 mã số là 88. 550 chốt cho em mã số 88. Đây, tiếp theo này, một em màu xanh than. Một em màu xanh tím than này, hàng của Zara Man, em này của nam rồi nhá. Hàng của nam đấy ạ. Em này là size M của nam cho em nhá. Đúng rồi, một em size M của ai có chồng thì lấy này đi. À, đấy là chồng mình đi ạ, Zara Man ạ. Em này thoải mái cho anh chồng nào ở tầm độ từ 55 đến 60 cân mặc quần em này nhá. 55 đến 60 cân của nam. 500.000 thôi, mã số là 329 đó là của nam, rẻ một chút xíu nhá. Mã số là 329 cho em. Mã số là 329 cho em. Này, tiếp xanh rêu này. Xanh rêu này. Size M nhỏ 48 tầm 53 cân lấy này. 48 53 cân nhá, dáng bụng chân của em này dáng rất là đẹp luôn, nhưng em này mặc lên trông chảnh lắm lắm ấy. 550 chốt cho em mã 331. Mã số là 331. 550 chốt cho em mã 331 này. Màu cam này. Đây màu cam đây. Em này L XL nhá, dưới 65 cân mặc vừa em này. 550 chốt cho em mã số 4. 550 chốt cho em mã số 4 này. Tiếp này, size M cho em.
họa tiếp thêm. Đây này, size M cho em. 50 tầm độ 55 cân nhá. 50 tầm độ 55 cân. 550 chốt cho em mã số 96 này, màu cực độc luôn. Mã số 96 cho em. Mã 96 này xanh rêu. Size M luôn này. Ui, một loạt size M đây luôn nhá. Em xanh rêu size M cho em. Thế em này to hơn, em này tầm độ size L đẹp mọi người ạ. Em này chất nó mịn kinh khủng luôn đấy, nhưng phải tầm độ size L nhá. Bởi vì em này nó dáng rộng, nhưng Việt Nam mình không thích dáng rộng nên phải tầm độ size L, XL. Từ khoảng tầm độ từ 55 cho nó chị Thanh Lê. Khoảng độ từ 55 đến 65 cân thì người em này nhá, dáng dai rơi cho em. 550 chốt cho em mã số 68 ạ. 550 chốt cho em mã 68. Mã 68 này. Đây tiếp này. Dáng kiểu cổ bẻ nhá mọi người nhá. Em này cũng từ 48 tầm độ 53 cân, SM nhỏ, 48 53 cân, 550 mã số là 43. 550 chốt cho em mã số 43 cho em luôn này. Mã 43 này, màu hồng này. Em thích màu hồng thì đã ma luôn ấy. Đẹp rất là đẹp. Em này ạ, 53 57 cân thì lấy này cho em này. 53 57 cân dáng ngắn, 550 chốt cho em mã số 51. 550 chốt cho em mã số 51 này. Em phối màu này. Em này nhá. Mua một cũng được, hai này, mặc mặt nạ cũng được, mặc mặt sáng được, mà mặc cái mặt màu trắng cũng được, tùy mọi người luôn. Em này ạ, thoải mái SM 45 tầm độ 53 cho quay đầu. Dáng dài cho em nhá. 550 chốt cho em mã 334. Mã số là 334 cho em. 550 mã 334 cho em này. Size S cho em 45 đến 50 cân. Không, em này XS và S 40 50 cân đều vừa. 40 50 cân dáng tay lửng như vậy nhá. 550 chốt cho em mã 166. Mã 166 cho em luôn. Mã 166 cho em này. 166. Đây, tiếp theo này. Một em màu đỏ mận. Một em màu đỏ mận cho em nhá, size L. 55 đến 60 cân mặc vừa em này đi ạ, đỏ mận nhá. 55 đến 60 cân bụng chân của em. 550 chốt cho em mã 401. Mã số là 401 cho em luôn nhá. Mã 401 này. Đỏ mận tiếp cho em này. Coi khoảng bộ hai em hết mọi người nhá. Mốt hai em tiếp tục là nghỉ nhá. Đây này, đỏ mận này. Em này ạ, L 48 à, em thì từ 55 đến 60 cân. 550 mã 583. 550 mã 583 cho em luôn này. Mồm nâu này. Màu nâu này thì quá chảnh luôn, nhưng size to hẳn cho em nhá. Phải size to hẳn cho em khoảng độ từ 65 đến 70 cân mặc quần em này. 401 cho nó chị Dung Hương. 6 em này không, từ 60 70 cân nhá. 60 70 cân cho em này, 550 mã 479. Mã Dung Hương inbox cho nó vài địa chỉ đi ạ. 479 này, một em màu đỏ cho em luôn nhá. Một em màu đỏ cho em luôn. Em này ạ, mix cổ phần gấu này viền cho em luôn này. M lớn 53 57 cân. 550 mã số là 385. 550 mã 38, ôi màu hồng ấy xinh này, mã 385 này. Màu hồng nhạt nhạt nhẹ nhẹ này. Đây em này tiếp này, hồng nhạt nhẹ cho em luôn này. Em này nhá, thoải mái cho em size M và L, 50-60 cân. 50-60 cân mặc vừa thì em màu hồng ấy cho em. 550 mã số là 240. Mã số là 240 cho em, màu cam này. Một em màu cam cho em nhá. Một em màu cam cho em size thùng S. 583 cho chị Phan Thủy Dương. XFS ở như này, 40 50 cân nhá. 40 50 cân, 550 mã số là 258 XFS. Mã số là 258 cho em. Màu xanh rêu cho em này. Một em màu xanh rêu. Đây này, tiếp này, xanh rêu này. Em này ạ, M 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này, đến bộ của em nhá. 50 55 cân, 550 chốt cho em mã số 7. 550 chốt cho em mã số 7 cho em luôn, hàng New York, hàng của Mỹ nhá. Một em hàng của Mỹ này, các bạn đừng bỏ qua những em này. Em này L luôn, 55 đến 63 cân, đây là mặc của em này. 55 đến 63 cân này, 550 mã 198. Mặc dáng rộng cho em. 24 vâng cho chị Nguyễn Hân. Mã 198 cho em luôn này. Đây xanh rêu này, form này toàn form to thôi. Em này phải tầm độ 70 75 cân mới vừa em này được. 70 75 cân cho em nhá. 550 thôi này, mã số là 234. 550 xanh rêu mã 234 cho em luôn. Một em màu xám 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 nhạt đấy mọi người nhá, màu xám nhạt. Cổ 3 phân cho em luôn. Em này ạ, L XL từ 63 cân mặc vừa em này, dưới 63 cân thì mặc vừa em này. 550 chị Ngọc Sương. Mã 335. 550 chốt cho em mã số là 335 cho em này. Một em màu tím nhạt này. Một em màu tím nhạt cho em nhá, size 36, size S đây này. Em là SM cho em thôi.
ui em này to lắm, phải tầm độ à. Em này tầm độ từ 70-75 cân vừa. 70-75 cân có kèm đai 500.000 thôi, mã 260. 500.000 thôi, mã 260 này. Em này kẻ này, em này hơi hơi biết kẻ một chút xíu này. Màu cam mọi người nhá, màu cam sữa cho em. Cam sữa cho chị Thanh Lê. Size L và XL, 55-65 cân một vừa em này. 55-65 cân, 550, mã 256 ạ. 550 mã 256 cho em luôn. Chị Thanh Lê bao về chỉ được tốt nhất rồi. Thanh Lê đi em ơi. Size nó ghi là size L cho em nhé. Chuẩn L. Chị Thanh Lê chuyển khoản đến tốt tiếp nhá. 55 đến 60 cân. 550 mã 350. 550 mã số là 350 cho em này. Ui tiếp này của em màu đỏ cho em. Size M luôn. Em nghĩ em này SM đều vừa ấy, màu đỏ này. Rất là đẹp luôn. Màu đỏ gạch mọi người ạ. Em này màu đỏ gạch cho em nhá. Một em đỏ gạch này, em lại size SM đều vừa, 45 tổng cộng 53 quay đầu thôi. 45 đến 53 cân cho em. 550 mã số là 16 đỏ gạch nhá. Mã số 16 đỏ gạch này. Đây, tiếp theo màu đen, size nó như là size to hết lò. Đây, tiếp theo này. Em này ạ, có kèm sẵn dây đai kèm eo, em này không đến hết lò, chỉ còn tổng độ size M thôi. 50 55 cân. 50 tầm độ 55 cân màu đen nhá. 550 mã số là 489 đến nguồn gỗ của em. Mã 489 cho em. Người 6 cho chị Hoàng Dung Đỗ ạ. Em này quá đẹp luôn này, màu xanh cho em xinh chưa? Màu xanh có kèm đai luôn ạ, size M. 50 55 cân nhá. 50 tầm độ 55 cân em xinh xuất sắc luôn ấy. 550 mã 367. Các bạn mai chuyển khoản đấy chị nhá. Mã 367 hàng hiệu của Zara tiếp này. Hàng hiệu của Zara tiếp này. Hàng hiệu Zara Basic size XS và S. Thì là vừa em này xem nào. Em này nó không to mọi người ạ. Cái này nó không rộng mọi người nhá. Em này tầm độ SM 45 tầm độ 55 cân mọi người mới được. 45 đến 55 cân hàng hiệu Zara. 550 chốt cho em mã 41. 550 mã số 41 cho em. Thư kỷ 41 cho em. Đây, tiếp theo này. Em này đi ạ. Em này nhá, sẵn dây này kèm eo. L 55 đến 60 cân. 500.000 mã số là 259. Mã 259 này. Hàng còn mới nguyên tem mát. 367 cho nó chị Hoàng Dung Đỗ. Mới nguyên tem mát cho em luôn này. To quá. Em này chỉ đang khoảng tầm độ từ 60 70 cân vừa em này. 60 70 cân nhá, có còn nguyên tem mát. 550 mã số là 231. 550 mã 231 này. 367 hàng luôn. Và em tiếp theo này, màu xanh xanh tím tham nhá. Một em màu xanh tím tham tay còn theo hình ong một cái đi của hạt tích gì ấy. Em này size SM nhỏ, khoảng một từ 4853 cân nhá. 4853 cân, 550 mã 230. 550 mã 230 cho em. Xong rêu này. Còn 7 em thôi hết mọi người nhá. Hàng dạ handmade này. Một em dạ handmade nhá. Dạ handmade cho em luôn này, size S 45 đến 50 cân. 550 mã 285. Mã 285. À đấy là áo nữ, có một em nam thôi, đúng em nam đấy là Zara men thôi, đâu tất cả là nữ hết nhá. Đây, tiếp theo này. Em này size S 45-50 cân. 45-50 cân, 550 mã 249. 550 mã 249 cho em luôn này. Áo nữ ơi chị ơi. Mẹ em này có lắc vàng nhá mọi người nhá. Mẹ em này có lắc vàng cho em dạ handmade này. Mẹ em này có lắc vàng cho em nhá, mít tay này. Em này ạ, size M 50-55 cân dáng hạ, à, dáng hôi đai rơi. 550 mã 466. 550 chốt cho em mã 466 cho em luôn này. 466 này size M. Màu xanh rêu luôn này. Em mà chỉ S thôi. 45 đến 50 cân size chuẩn S. 45 đến 50 cân này, 550 chốt cho em mã số 14. Mã số 14 cho em luôn này. Mã 14 là 3 cuối cùng nhá. Cái hết nhá. Thứ hai là hết nhá. Một em dạ màu xám. Màu xám này cũng size chuẩn S, 45 đến 50 cân cho em. 45 đến 50 cân, 550, mã số là 353. Mã số là 353 cho em màu đỏ này, màu đỏ xinh quá. Em đỏ cực kỳ xinh cho em, tác còn tác da luôn nhá, cái phần tác bên trong là da, ở cổ là da ấy. Size M 50 tầm độ 55 cân, 57 cũng vừa như em này. 550 chốt cho em mã số là 508 cho em luôn này. Mã 508 cho em. Em cuối cùng nhá, màu xanh rêu cho em. Hai rồi mọi người ơi, là hết rồi. Size S cho em này. 45 đến 50 cân mặc vừa em này ạ. À. Em cuối cùng này, 45 đến 50 cân cho em nhá. Đằng sau ở hơi hơi laser một chút. 550 em cuối cùng mã số là 465.
mã 465 nhá, 550 mã 465. Kể cả chưa like em dọn phải nghỉ thôi bởi vì bây giờ 11 giờ rồi mọi người, cũng muộn rồi. Ấy. Thôi em nghỉ thôi nhá mọi người nhá. Khách hàng nào cần inbox địa chỉ thì inbox ngay cho em luôn đi, inbox cả số điện thoại địa chỉ cho bên em. Ai cần chuyển khoản luôn cho bên em luôn nhá mọi người nhá. Còn giờ thì em nghỉ ở đây thôi. Cảm ơn em xem like của em nhá. Hẹn mọi người ngày mai. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người tối mai và chiều mai nha.